Bất ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chữ thiện đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Và sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ trường tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay, kinh Kassava Ca Diếp Đức Tí Giác Kassava Xuất Tăng chuyển tăng giải thoát sang tuệ giải thoát. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu từ bi dẫn dắt bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy cha, Nam mô Tham Ma cha, Nam mô Sang Kha cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay cũng là bài kinh do Thiên tượng Kassapa đến hầu viếng Đức Phật và nói lên bài kệ ở đây. Có hai sự giải thoát, tức là giải thoát bằng giải thoát trì cá của định lực, tức là thiền, thiền chứng, thành tựu thiền chứng. Đây gọi là tâm giải thoát. Một cái sự giải thoát nữa là cái sự giải thoát bằng tuệ, tuệ quán, thấu rõ bản chất sanh diệt của vạn pháp, kể cả thiền chứng, hiệp thế. Và chỉ đến khi nào mà một vị tỳ khưu tu tập và đạt được cái gọi là hay là giác sát Anuppatti, hay là giác sa Anuppatti, tức là chỉ cho quả vị A La Hán. Ở đây dịch là tâm sở nguyện, nhưng trong hiểu đính thì tâm đích, tức là chỉ cho quả vị A La Hán.
Arhasa Lupatinti Arhan Arhatan. Và ở trong bài kệ này có cái câu Lukas Nyatwa Udayat Udayat Vajanchat, tức là biết được thế gian sanh diệt, hay là biết được sanh diệt của thế gian. Thì cái chữ thế gian đời ở đây đó, chữ Lokasati Sankharo Sankhara Lokasa là hữu vi, là pháp hữu vi. Còn cái chữ vô sở y là chữ Anisito, là vô sở y cái gì, không nương tựa cái gì. Tanha Dithihi Anisito. Tức là không có bị lệ thuộc vào ái và kiến. Và cái chữ đạt được lạc tối thượng, chữ lạc tối thượng ở đây đó gọi là Tadda Nisangso, ở đây là để chỉ cho Arahatta Nisangso, tức là quả A-la-hán, quả lợi lạc A-la-hán. Như vậy thì trong cái bài kệ này đó, là đề cập đến một vị tỳ kheo mà đạt được hai cái pháp gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, thì xem như là đạt được cái lợi tối thượng, tức là quả vị A La Hán đi. Thì chúng tôi trước hết xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ dạ con Nhật Quỳnh cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bài học hôm nay, bài 2, Kinh Kassapa Kayip Buddhiya Kassapa Sutta, chuyển tâm giải thoát sang tuệ giải thoát. Chương 2, tương ưng thiên tử. Phẩm thứ nhất, thành tựu thiền chứng là sự giải thoát các triền cái bằng định lực. Sự giải thoát này tuy kiên cố nhưng phiền não không thể bị diệt tận vĩnh viễn. Cứu cánh mà chư Phật truyền dạy là thành tựu tuệ giác, đoạn tận mọi kiết sự. Một vị chứng thiền là chứng tâm giải thoát. Thành tựu chánh trí giác ngộ là chứng tuệ giải thoát. Hành giả thành tựu thiền chứng cần có khả năng quán chiếu bản chất sanh diệt của vạn hữu, kể cả thiền chứng mà mình đã thành tựu như tôn giả Sariputta đã thể nghiệm. Kinh văn: Tại Sa Quá Thi, đứng một bên, thiên tử Kassapa nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Bởi tâm tư giải thoát vị tỳ kheo tu thiền, và bởi lòng ước vọng đạt được tâm sở nguyện sau khi biết cuộc đời hưng thịnh và phế tàn, tâm thuần không nương tựa hưởng lợi quả như chân. Bạn hiểu đính, tỳ kheo bậc tu thiền chứng đạt tâm giải thoát
Nếu mong đạt tâm đích tuệ tri pháp sanh diệt, tâm thuần vô sở y được lợi lạc tối thượng. Thích văn: Bích khúc tỳ kheo hành giả Si gia là A thí là Cha di thiền giả, người hành thiền chỉ Vimuttacitta tâm giải thoát. A khanh khê mong mỏi chê nếu Hadayasa nubatin tâm đích tâm điểm của chứng ngộ Lokassa ở đời Nháp to sau khi biết Udayat ba danh chát sanh diệt Suche ta sơ tâm cao cả tăng thượng tâm Anisita không nương gá sở y không lệ thuộc Tada ni sang sa Tada cộng Anisang sơ lợi lạc. Thích nghĩa: Chitta vimutti tâm giải thoát. Ở đây chỉ có sự chứng đạt thiền chỉ Samatha. Theo sớ giải, chữ Hadayasa Nubattin chứng đạt tâm đích ở đây chỉ cho quả vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Suche Tassa Anisata tâm cao cả vô sở y chỉ cho tâm hoàn toàn giải thoát nhờ tuệ giác. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, để con coi nãy giờ con thấy sư đi ra đi vào nhiều lần. Không biết. Dạ rồi, con nghe rồi. Con kính nhân bích đánh sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Thầm Mà Giả, Nam Mô Sang Khai Giả. Dạ, con Pháp Tăng trên lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào ý bài của Thượng Tọa, kính chào Phật tử. Buổi hôm nay thì chúng ta cũng học tiếp, về Tăng Chi Bộ Kinh, cái kinh Ca Diếp và trong cái chương tương ứng thiên tử. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là bậc thiên nhiên nhân chi đạo sư đó, thì ngài thuyết giảng với cái mục đích là để chúng ta hướng tâm và hướng tâm để hướng cầu cái sự giải thoát. Đó là cái sự tối thượng mà Đức Phật ngày thuyết giảng, ngày đã dẫn giải để cho chúng ta có cái ý niệm hiểu được cái sự khổ và chúng ta mong chứng được niết bàn. Thì dù là chư thiên hay nhân loại nó cũng như vậy quý vị. Và Phật tử chúng ta đó cũng biết điều là chư thiên đó, họ nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì họ rất là dễ chứng ngộ. Vì sao vậy? Vì thường thường chúng ta biết là những vị chư thiên ở từ ở trời Đao Lợi trở lên đó, đa số họ tại sanh bằng người là người tam nhân. Và chúng ta học trong diệu pháp đó, chúng ta biết người tam nhân là những người hữu phần, phàm phu hữu phần, có nghĩa là những vị này có thể chứng được thiền định, thần thông, thắng trí, đạo quả. Như vậy thì đó là một cái điểm mà chúng ta cần có cái sự suy nghĩ để chúng ta hướng tâm. Vì chúng ta vẫn biết là chúng ta tu, hiện tại chúng ta vẫn tu, chúng ta vẫn cố gắng tu. Nhưng mà chúng ta thấy một điều là ngay cái thời kỳ của Đức Phật ấy, rất là nhiều những cái vị mà chúng ta gọi là những cái người hữu phần ấy. Những cái người hữu phần là những người mà được chư Phật thọ ký và đầy đủ cái duyên lành ở trong thời kỳ của Đức Phật Gotama, và đã tận dụng thời gian tối đa tu tập trong thời kỳ cuối của Đức Phật Kassapa. Chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà những vị tỳ khưu trong cái thời kỳ Đức Phật Kassapa, những vị này đó nỗ lực tu tập mà nhưng mà không chứng được đạo quả. Cũng có những vị chứng được đạo quả A-la-hán rồi niết bàn, những vị chứng được A-na-hàm sanh về những cõi phạm thiên, rồi những vị còn lại đó sanh xuống sanh lên đó thời kỳ của Đức Phật Gotama của chúng ta.
À, thì hôm trước chúng ta nghe như là ngài Đa Phủ Thủ Năng Đồng cũng là vị đó nè, rồi ngài Kassapa mà cũng là một vị trong những cái vị bảy vị tỳ khưu và trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa mà chúng ta nghe trong kinh Pháp Cú nêu lên đó. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng á, cái thời kỳ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời đó, chúng sanh đó là những người rất là hữu duyên quý vị, giống như những hột gạo cội vậy đó. Nó không thể lọt dưới cái sàn, nó sẽ nằm ở trên cái sàn. Mình gọi là người hữu phần, giống như cái người chứng đắc đạo quả cũng giống như vậy. Còn bây giờ chúng ta sanh ra làm người đó, thì chúng ta gặp rất là nhiều chướng duyên, chướng ngại. Chúng ta gặp rất là nhiều những cái chuyện khổ lị. Nhưng mà rồi chúng ta vẫn có cái tâm mong cầu ngày nào đó mình chấm dứt khổ. Vì mình thấy thật sự cái kiếp người là khổ thật. Cái kiếp người khổ thật. Cái kiếp người khổ là mình phải đại tiện, tiểu tiện, rồi đói ăn, khát uống, tắm rửa, giặt giũ, rồi phải ngủ nghỉ. Đó là những cái nỗi khổ mà mỗi ngày chúng ta phải có. Rồi chúng ta khổ mỗi ngày đi tìm cầu vật thực. Rồi chúng ta phải làm sao tìm cầu vật thực đó được để chúng ta ăn uống không có đói khát. Rồi chúng ta làm sao để tránh khỏi bệnh hoạn. Chúng ta thấy hiện giờ con người chúng ta rất là nhiều những sự khủng hoảng. Ví dụ như giờ chúng ta nghe dịch. Những cái dịch này bây giờ Trung Quốc còn nói có một loại vi khuẩn kinh khủng hơn nữa. Thì như vậy nên khi mà chúng ta thấy rằng những cái thời kỳ mà trong kinh mà chúng ta nói quý vị là thời kỳ mà loài người cái ác quá đó, những cái ác pháp xuất hiện rất là nhiều. Thậm chí có nhiều khi chúng tôi nói là những cái điều mà chúng tôi coi trong kinh mà chúng tôi tâm đắc á, khi mà loài người quá ác đó, cái lúa đó, cái lúa mà nó ngậm lại cái hột lúa đó, thì có những cái quán khí ở trong nó sanh ra chúng sanh nhiều thứ bệnh. Chúng sanh nhiều thứ bệnh. Mà điều đó mà nếu chúng ta không có thật sự có lòng tin đối với Phật dạy đó, thì chúng ta rất là, chúng ta có nghe đến những đoạn đó chúng ta cũng rất là dễ dàng bỏ qua. Vì chúng ta nghĩ rằng bây giờ con người rất là hiện đại, văn minh hiện đại rất là kinh khủng. Nhưng mà thường thường chúng tôi nói với một điều nữa quý vị, thường thường mình thấy vậy nè quý vị, những con người thường thường mà họ càng giàu chừng nào càng khổ chừng đó, là khổ tâm đó quý vị, khổ lo toan đó. Chúng ta cứ để ý thôi. Nhiều khi chúng tôi cũng nghĩ bản thân chúng tôi được trụ trì đó, chúng tôi cũng thấy mình khổ nhiều hơn chữ tăng. Mình lo chuyện này, lo chuyện kia, rồi mình thật sự mình rất là nhiều cái chuyện. Mình muốn duy trì cái chùa như vậy đó, mình phải đối nội đối ngoại, rồi phải sống dòm mặt người ta đủ thứ đó. Nên mình mới nghĩ rằng đúng thật, Phật này nói rằng mình sống, mình ít cái gì đó, mình ít khổ. Mà chúng tôi cũng còn nhớ là một điều nữa quý vị, là lúc loài người đó, mà họ tự bứt lúa ăn đó, thì lúa nó mọc, mà người ta bắt bứt buổi sáng đó, thì buổi chiều nó mọc, sáng nó chín. Rồi những cái lúc lúa, những người mà ăn buổi chiều thì sáng bứt đó, thì buổi chiều nó chín. Những người đó, khi mà họ chưa khởi tâm tham đó, thì lúa nó mọc nhiều như vậy đó. Nhưng mà khi những người mà họ vừa làm biến, mà họ vừa khởi tâm tham, họ nghĩ là họ thông minh đó. Quý vị hiểu sao không? Chúng tôi nói vậy không? Họ nghĩ là thông minh đó, họ mới tự tâm tâm, họ suy nghĩ rằng, ủa tại sao mình không bứt cho 2 ngày ăn? Khi họ bứt cho 2 ngày ăn đó, thì người khác nghe họ bứt cho 2 ngày ăn đó, thì người kia lại bứt cho 4 ngày ăn, cho 8 ngày ăn, cho 16 ngày ăn. Khi mà cái lòng tham con người như vậy đó, thì lúa nó mọc không đủ đâu quý vị. Đây là một điều mà chúng tôi coi kinh, chúng tôi suy nghĩ rất là nhiều. Và chúng tôi nói như vậy để quý vị biết rằng ngày nào cái tâm của chúng ta thấy đời là khổ đó, chúng ta không có tích lũy nữa. Chúng ta cố gắng làm sao mình đừng tích lũy. Mình có những cái thiện tâm để mình làm những việc thiện sự. Mà chúng ta làm sao mà đạo đức của Đức Phật dạy đó, mà chúng ta thấm nhuần như vậy đó, thì chúng ta có một lối sống như vậy đó, là chúng ta gần với con đường giải thoát. Vì giải thoát là không có chấp thủ, mà chúng ta sống mà chúng ta bị nhiều chấp thủ quá đó, mà chúng ta không hiểu được điều đó, đó thì chúng ta còn lâu chúng ta mới giải thoát được. Bởi chúng ta nói rằng, như là con kinh Pháp Cú nói rằng, ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu đâu mà. Thật sự khi mình biết cái nỗi khổ đó, từ cái có nhiều là khổ đó, thì lúc bây giờ mình mới dũng tâm để mình tu. Thì những cái vị chư thiên cũng vậy á, có nhiều khi á, mình nói rằng chư thiên á, lên cõi trời để hưởng dục, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy quý vị. Nhưng mà nếu những vị chư thiên nghĩ rằng á, mình sanh ra đời đó, mình gặp nhiều cái hệ lụy, mình nguyện rằng nếu mà mình sanh làm chư thiên đó, những cái thiện pháp đường đó mình vẫn nghe, vì những cái pháp hành lời dạy của Đức Phật mình vẫn hành, thì cũng giống như vị thiên tử Kassapa này vậy đó, dù là sanh lên cõi trời nhưng mà vị này vẫn hỏi Đức Phật, vẫn hỏi pháp của Đức Phật, và vẫn muốn muốn thấu tường tận cái nỗi khổ
thấu thật sự nỗi khổ và muốn hiểu thật sự sự dính mắc của tham ái. Chúng tôi nói như vậy thì quý vị biết rằng thật sự trong Phật giáo có nói rằng thiền sắc hay thiền vô sắc nó cũng là sắc ái và vô sắc ái. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng với cái tâm tư giải thoát đó, thì nếu mà chúng ta thấy rằng một vị tỳ khưu mà tu tập đó, chỉ đắc được thiền thôi đó, thì chúng ta mới chỉ được là tâm giải thoát. Mà nếu mà chúng ta hiểu tâm giải thoát ở đây đó, chỉ là giải thoát với sự là đè nén thôi. Ví dụ chúng ta chứng được sơ thiền đó, thì cái chi tầm nó đè được cái hôn trầm thị biên cái, chi tứ đè được hoài nghi cái, chi hỷ đè được cái sân độc cái, chi lạc đè được tạo hối cái, chi định đè được cái dục cái tham dục cái thôi. Nó mới đè được 5 thiền cái thôi, chứ chưa phải là đoạn tận 5 thiền cái. Như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng các cái cõi thiền đó cũng là người tam nhân quý vị. Cũng như chúng tôi dạy mấy sư nhỏ đó, chúng tôi nói 13 cái tâm phàm tam nhân con hiểu chỗ nào không? Thì chính cái tâm đại quả và 4 quả hợp trí đó là phàm tam nhân. Dù hiểu như vậy thì mình thấy rằng những vị phạm thiên đó, những vị chư thiên đó cũng là những người tái sanh với những cái tâm hợp trí này để sanh làm người tam nhân trên các cái cõi trời dục giới hoặc là những vị trời phạm thiên sắc giới hay vô sắc giới. Nên thường thường chúng tôi vẫn nhớ hoài là ở 4 cõi vô sắc vẫn có 7 hạng người là 7 bậc thánh cao trừ cái người sơ đạo tu đồ quần và hạng phàm tam nhân. Như vậy thì khi mà mình học mình hiểu đó, cái nghĩa là và mình cũng hiểu một điều nữa, nếu có cái thân mình mới diệt được thân kiến, còn những vị phàm đắc được thiền vô sắc, những vị này phải lộn trở lại nữa vì không có thân nên không có tu thân quán niệm xứ được và không có đắc được đạo quả tu đồ quần. Như vậy chúng ta vẫn biết rằng có thân là có cái lợi và cũng có cái hại của nó. Có cái thân chúng ta quán thân quán được, ví dụ cái thân chúng ta có ăn uống, mình nói theo qua Mỹ chút xíu là ăn thì mình gọi là vật thực mới, rồi vật cũ thực cũ là mình bài tiết ra đó, mình gọi là vật thực cũ. Mình nói cho qua Mỹ như vậy, nhưng mà nếu mình nói theo người tại đời, người ta nói ăn rồi ỉa, thì người ta nói như vậy cũng là 32 thể trược thôi, vật thực cũ, vật thực cũ, vật thực cũ, vật thực mới. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rằng cái khổ mà chúng ta ăn cũng khổ nữa, nếu mà chúng ta hiểu Phật pháp cho nó thấu triệt đó, chúng ta ăn biết bao nhiêu cái loại hóa chất mà chúng ta phải ăn mà vào thân chúng ta, rồi những cái bệnh nó ngấm ngầm bao nhiêu thời gian ở trong thân của chúng ta. Nếu quý vị nào mà chịu mà suy nghĩ đó, nên thường thường quý vị có một điều nào, quý vị khi mà quý vị nghe một cái thông tin nào có một loại sữa hay là một loại da u hay một loại lọc xưởng nào nó có độc tố đó, mình rất là lo, tại vì mình ăn quá nhiều. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mỗi lần mà chúng ta ăn vô nó có độc tố như vậy. Nên nếu mà chúng ta hiểu rằng chúng ta ăn vô chúng ta có độc tố thì chắc chắn rằng cái bệnh nó đã ngấm ngầm trong thân chúng ta theo lời dạy của Đức Phật rồi, nhưng mà nó chưa giật chúng ta chết liền thôi. Nó có thể sanh ra những cái chứng bệnh ung thư phổi, gan, ruột, phèo, thận, lá lách, tim gì đó, nó ngấm ngầm ở trong đó rồi. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn thấy bình thường. Nên bình thường chúng tôi ở với sư trưởng có những lúc sư trưởng nói như thế này quý vị, cái thân của mình chỉ có thọ khổ và thọ lạc thôi. Thọ khổ là lúc mình nhức răng, đau bụng, bị bệnh chóng mặt, trúng gió này đó là thọ khổ. Còn đa số mình thọ lạc. Đa số mình thọ lạc. Bây giờ mình ngồi đây mình không nhức răng, không nhức đầu, không chóng mặt thì lúc bây giờ là thân thức thọ lạc hết. Nhưng mà nếu mình không nghĩ rằng cái thân thức thọ lạc là cái quả thiện do đời trước, bởi thường thường 8 cái 18 tâm quả vô nhân đó, trong đó có 7 tâm quả thiện và 7 tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện đó. Mình thường nói là thân thức thọ lạc quả thiện đó, thì do cái nghiệp thiện từ đời trước, bây giờ mình sanh ra trong cái giờ mình không có bệnh hoạn, như vậy là mình gọi là thân thức thọ lạc quả thiện. Cái quả thiện này đó là do cái tâm vô nhân là không có nhân, nhưng mà cái quả thiện ác từ đời trước, bây giờ mình sống mà mình được một chút xíu mà nó không có bệnh hoạn đó, cái đó là do cái quả lành đời trước của mình, bây giờ để cho ra thân thức thọ lạc. Còn nếu mà bây giờ nó nhức đầu, nhức chóng mặt, nhức răng, rồi đau mật, đau đàm, mũ máu, rồi nó run rẩy tay chân, hoặc là nó run rẩy tay chân, hoặc là nó méo miệng, méo môi này kia nọ đó, thì quả thực là thân thức thọ khổ. Như vậy là nếu mà chúng ta hiểu vậy đó, chúng ta mới thấy đời sống của chúng ta đó có nhiều cái thân thức thọ lạc do cái quả lành đời trước chúng ta làm. Nhưng mà lúc nào đó mà cái thân thức thọ khổ chúng ta rất là kinh khủng. Bây giờ chúng ta phải
tu tập, và chúng ta phải tu tập. Nhưng mà dù chúng ta có tu tập, chúng ta đạt được thiền đi, sơ thiền với năm chi thiền, đề được năm thiền cái, nhưng mà rồi á, nó chỉ là tạm thời tâm giải thoát thôi. Rồi bốn thiền sắc hay bốn thiền vô sắc, nó cũng chỉ là vậy thôi, nó chỉ đè nén được những cái thiền cái, nó chỉ đè nén được thôi, nó chưa phải là tâm siêu thế, nó là tâm hiệp thế. Tâm siêu thế là 40 tâm siêu thế, là tâm đạo, tâm quả, nó mới là tâm siêu thế. Như vậy thì một vị bị tỳ khưu hiểu rằng 31 cõi đó thì Đức Phật ngài nói đều là khổ hết, đều có sự dục thủ, hoặc là kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Những vị đó vẫn còn tứ thủ này, vẫn còn tứ thủ. Như vậy á, thì những cái tà kiến mà mình hiểu sai đó, nên gọi là cõi dục đó, hay cõi sắc, dục ái hay sắc ái, vô sắc ái cũng là ái, mà ái dưới hình dạng một cái hình thức vi tế, vi tế hay là thô thiển. Ví dụ như là sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, là mình biết là dục này là những cái dục này là những cái dục mà nó nặng nề. Còn mà dính mắc trong thiền định đó, nó cũng là những cái khổ. Đức Phật ngày thường nói cái khổ cảm thọ đó, là những cái lạc thọ đó là cái bị ngọt. Rồi cái lạc thọ nó biến hoại đó, nó thành nó tật bị cái gì thọ phải biến hoại, thì nó trở thành khổ. Và nếu một người mà biết được cái bị ngọt đó, cũng biết được cái nguy hiểm, ngày nào những cái bị ngọt này nó bị biến dạng đó, nó sẽ nguy hiểm. Cũng giống như bây giờ mình trẻ đẹp vậy đó, nhưng mà lúc nào mình già nua bệnh hoạn đó, đó là cái khổ. Mình cần phải biết, mình biết trước để mình tu tập, mình luyện tâm của mình, mình luyện cái tâm thiền, mình đắc chứng được thiền. Nhưng mà vì nhờ được thiền đó, đè được năm thiền cái, mình dễ chứng đắc đạo quả. Nên thường thường những cái vị mà tu thiền mà chứng đắc đạo quả đó, thì thường thường những vị đó quán chi thiền quý vị. Quán chi thiền là sao? Ví dụ mình có chi tầm nó đè được hôn trầm thị miên cái đó. Lúc này cái tâm mình phấn chấn, mình xả thiền ra, mình thấy cái tâm mình phấn chấn. Nhưng mình hiểu rằng cái tâm phấn chấn này là pháp hữu vi, do mình suy tư đạt thành, có nghĩa là do có cái tâm định đó, mà nó có cái chi tầm, nó đè được cái hôn trầm thị miên cái. Giống như bây giờ một người không ngủ được đó, họ nhớ người yêu đó, ví dụ như nhớ người yêu thì cũng là chi tầm, mình gọi là dục tầm đó, dục tầm ở mạnh đó, thì họ cũng không ngủ được. Và mình cũng hiểu được, kiểu như là Đức Phật nói người nam nhớ người nữ không ngủ được, người nữ nhớ người nam không ngủ được, vua chúa nhớ chuyện quốc gia đại sự, hoặc là sống thần động đất mà vua chúa không ngủ được. Nhưng mà vị sa môn không ngủ được là vị sa môn hành thiền không ngủ được, là đang hành thiền. Cái tầm của vị đó là cái chánh tư duy, là ly dục tầm, vô hạnh tầm, bất hại tầm. Còn vị này cũng có tầm, nhưng mà này vị này dục tầm không ngủ được. Như vậy chúng ta học mà chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng á, cái người này cũng không ngủ, nhưng mà vị này có chánh tư duy. Còn cái vị này cũng không ngủ, nhưng mà vị này có tà tư duy. Vì mình giận hờn một người nào quá, mình tức tối người nào quá, mình không ngủ được. Hay là mình thương yêu người nào, nhớ nhung người nào quá, mình cũng không ngủ được. Mình hiểu như vậy đó, để mình thấy, ồ, những cái này đó, Đức Phật này nói nó cũng có cái bị ngọt. Cái cảm thọ nó cũng có bị ngọt. Dù là thọ lạc của cái tâm thiền, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng về trú, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Nhưng mà nó cũng là hỷ lạc do ly dục sanh thôi. Nó chỉ là pháp hữu vi thôi. Nếu mình quán xét như vậy đó, thì mình thấy, ồ, nó là pháp hữu vi. Do suy tư, có nghĩa là do tâm mình dựa vào cái đề mục đó hoài đó, nó thành tựu cái thiền. Dù là cái thiền sơ thiền nó mà thành tựu được đó, do mình dán cái tâm mình vào cái đề mục đó, và cái đề mục đó nó trở thành khẳng kích, nó trở thành kiên cố định, nó không cỡ trở thành cận định hay sát na định, mà nó trở thành kiên cố định, nó trở thành chi thiền. Nếu mà vị nó quán được như vậy đó, thì vị nó mới chứng được sơ thiền sơ đạo, và sơ đạo thì có sát na đạo sanh khởi để trở thành người sơ đạo, người thánh. Nhưng mà nó sẽ qua sắc na quả để trở thành người sơ quả. Diệt được bốn tâm tham, một tà và tâm si hoài nghi, cũng như sở hữu tà kiến, sở hữu vô tạm vô quý, và sở hữu hoài nghi đó, trong phần sở hữu được diệt trừ. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy ồ, vị này mới phải là vị thánh. Chứ còn nếu ở vị này đó, mà dính mắc cái vị ngọt của thiền đó, dù là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là vị này đó mà không hiểu biết chân chánh đó, vì đắc được ngũ thiền, nhưng mà vị này cũng sẽ sanh về cõi vô tưởng, là cõi mà không có tâm, giống như một cái tường đá như vậy. Như vậy thì chúng ta mà học được đó, chúng ta mới hiểu được cái lộ trình mà để giác ngộ giải thoát đó, quả thật là
rất là gây go, chứ nó không phải đơn giản như chúng ta hiểu. Bởi quý vị đã biết một người mà đắc được ngũ thiền á, sắc giới đó, là cái tâm ngũ thiền sắc giới, là cái sanh lên bảy cõi, bảy cõi tứ thiền đó quý vị. Một là cõi vô tưởng, một là cõi quảng quả, rồi năm định cư thiên là năm cõi thánh, rồi vô thiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện nghiệp và sắc của cánh là năm cõi thánh. Như vậy mà người đắc được ngũ thiền mà vẫn là người sanh làm người không có tâm. Bởi vì vị đó không hiểu được cái tâm á, là cái khổ. Cái sắc này là khổ, nhưng mà cái tâm cũng là khổ luôn. Cái sắc nó cũng có sanh diệt quý vị. Mình ăn vô là vật thực mới, mình bài tiết ra là vật thực cũ. Mình uống vô là cái nước mới cho cơ thể mình, rồi nó lọc ra là nước cũ, đẩy ra nước tiểu. Rồi nước mắt, mồ hôi trong người của mình, nó vẫn là những cái nước mình uống vô, nó ra mồ hôi. Nên mỗi lần mình ra mồ hôi mình thấy khổ đó. Nếu mà Phật tử chúng ta muốn tu tập, mình nghĩ rằng, chúng tôi cũng nói mấy sư nhỏ nhỏ là mỗi lần ăn cũng thấy khổ. Tại vì đói quá phải ăn, mà đi kiếm ăn rất là khổ. Rồi đi đại tiện đó cũng khổ. Nên thường thường chúng tôi lúc mà mấy sư còn nhỏ, chúng tôi hay nói nè, con thấy không, ăn cũng tốn tiền mà ỉa cũng tốn tiền. Ăn á, thì mình tốn hộp cơm 20 ngàn, nhưng mà ỉa mình đi chơi vô mấy cái suối tiên là đi nữa, mình đi ỉa cũng phải 2 ngàn hay là 3 ngàn vậy đó. Mình tới mấy khu du lịch mình ta lấy tiền như vậy. Rồi thậm chí có nhiều khi chúng tôi nghe mấy cô kể bên Trung Quốc, mà mấy chỗ mà ta lấy tiền, chúng tôi có lần chúng tôi nghe sư trưởng nói bên Trung Quốc cái chỗ mà ta cho đi ỉa đi đái nhờ đó, họ cứ lấy tiền không, họ không có gội, không có rửa, nên vô đó rất là kinh khủng. Rất là kinh khủng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta có một cái chút xíu khổ, bởi vì bây giờ chúng ta sống rất là hiện đại như vậy, nhà cầu đó, chúng ta có những cái phương tiện hiện đại, mình không có thấy thân đâu. Nhưng mà nếu mà mình mỗi lần mình thấy, mình không thấy thì mình thấy khổ không? Có nhiều khi mình không thấy khổ cái gì. Mình phải thấy khổ mình mới nhàm chán cái thân này. Mỗi lần mình đại tiện như vậy đó, mình nhìn cái thân mình, thân này thiệt là ghê thiệt, nhưng mà nó là vật thực cũ, nó từ trong thân này nó bài tiết ra như vậy. Nên bây giờ có nhiều người than phiền quá, Ấn Độ đó người ta bài tiết ra, nhưng mà những cái nhà khoa học nó nói rằng những cái này nó không bằng những cái hóa chất đâu. Những cái hóa chất mà sản xuất nó còn kinh, cái khói, cái hơi nó còn kinh khủng hơn là nước tiểu với phẫn nữa. Nhưng mà những người mà thật sự, có nhiều người đi qua Ấn Độ thấy phẫn với nước tiểu, họ nói đi qua Ấn Độ một lần thì không dám qua nữa. Nếu mà có tư tưởng đó, chúng tôi nghĩ cũng không đúng đâu quý vị. Nếu cái người nào thật tâm tu đó, họ thấy phẫn nước tiểu, họ nghĩ rằng những cái này là những cái quế trượt từ trong thân mà bài tiết đó thôi. Lúc nào có người đông quá đó thì phẫn nước tiểu này nó nhiều quá nó sẽ bốc hơi lên. Nhưng mà nếu con người ít đó, thì nó ít, nó không hôi. Nhiều quá nó phải hôi thôi. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ nhận diện được sự thật của vậy. Nhận diện được cái thân này nó bài tiết ra. Chứ nó không phải là từ ở ngoài. Nên thường thường quý vị thấy con người của mình nó cũng lạ như chỗ này nè. Mình ở đông loài người đó thì mình xung đột lẫn nhau. Nhưng mà lúc mình không có người, mình gặp được người mình rất là mừng. Thậm chí chúng tôi nói vui vui chơi là những cái lời mà Tuyền Tọa Giác Đẳng hay nói đó. Mình bây giờ mình là người Việt Nam, mình đi quanh những cái xứ Mỹ hay châu Âu mà lâu lâu gặp được người Việt Nam mình mừng lắm. Nhưng mà về Việt Nam gặp người Việt Nam riết mình không có mừng. Tại vì họ nhậu nhẹt rồi họ chửi bới tùm lum hết, rồi họ say xỉn, rồi họ gặp mình họ chửi thầy chùa, họ nói nặng nói nhẹ mình, thấy mình vui. Nhưng mà đi ra nước ngoài gặp người nước ngoài không, mình gặp được người Việt Nam mình vui. Như vậy cũng là người Việt Nam cũng gặp như vậy, nhưng mà ở chỗ này thì mình vui, nhưng ở chỗ kia thì mình lại không vui. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao vui lúc bấy giờ là một, nếu mà chúng ta hiểu cái vui đó mà chúng ta không hiểu đúng đó, có phải là tâm thiện hay tâm tham? Mà lúc mà chúng ta không vui đó, có phải là tâm thiện hay tâm sân? Mình không vui, tại sao mình không vui? Mà tại sao cũng là gặp người mình vui? Nếu mình theo dõi được cái tâm của mình như vậy đó, mình thấy ồ, cái tâm của mình nó thật sự là rối rắm, nó thật sự là phức tạp, nó thật sự là hệ lụy. Bởi những cái tâm bất thiện là những cái hệ lụy mà. Những cái tâm bất thiện là bệnh hoạn, là không khôn khéo, là không khôn ngoan, là không sáng suốt, là lỗi lầm cho ra quả khổ. Như vậy thì mình phải hiểu được cái tâm bất thiện và cái tâm thiện bất luận lúc nào. Dù là tâm thiện hay tâm bất thiện thì mình cũng phải hiểu. Nên tưởng tượng trong Phật giáo phần gọi là 24 duyên có nói rằng bất thiện, thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên. Hoặc là bất thiện trở thiện bằng cảnh duyên, hoặc là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì những cái điều đó cho chúng ta thấy tại sao có nhiều khi
chúng ta không khéo đó, cũng là như vậy, nhưng mà cái tâm bất thiện chúng ta khởi lên, nhưng mà cũng là như vậy, nhưng mà chúng ta khởi lên tâm thiện. À, chúng ta khởi lên tâm thiện. Nếu mà mỗi lần chúng ta đại tiện á, chúng ta nghĩ cái khổ của vật thực cũ, à, rồi mình cũng nghĩ là cái khổ vật thực mới là đi tìm mà có mà ăn, à, mình cũng thấy cái khổ, à, cái đó cũng là một cái cách để mình quán xét quý vị. Rồi mỗi lần mình đại tiện tiểu tiện đó, mình cũng thấy khổ. Rồi mỗi lần mình vô nhà tắm, mình tắm á, mình thấy cũng khổ, tại vì dơ quá cái tắm. Rồi tắm là tốn nước, tốn xà bông, rồi tốn đồ chà lưng này kia nọ, quả thật là rối rắm, cái con người mình thật là rối rắm, thật sự là khổ. À, chúng tôi nghĩ như vậy nên mỗi lần mà chúng tôi cũng hay nói với sư nhỏ dễ nói dễ hiểu nhất là mỗi lần con ăn uống cũng thấy khổ, rồi tắm rửa cũng thấy khổ, rồi đại tiện tiểu tiện cũng thấy khổ, rồi ngủ cũng thấy khổ, không được ngủ cũng rất là khổ. Nên mỗi lần quý vị biết như là chư tăng mà mỗi lần đi du hành đường xa đó, mà trong về tới khách sạn để nghỉ đó, tại vì cả ngày rồi mệt mỏi quá, rồi bây giờ cứ mong cho tới chỗ để nằm cái thân xuống, thì mình mới nghĩ là thực sự là nếu mình không ngủ được mình rất là khổ. Như vậy thì nếu mà mình có đi du hành, mình có đi chơi đi, mình cũng thấy khổ. Cũng như nhiều lần chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe sư trưởng nói đó, mà chúng tôi có suy nghĩ quý vị. Sư trưởng nói có nhiều khi mình ở nhà mình ước đi máy bay, nhưng mà có khi là mình nghĩ là mình ngồi trên máy bay cứ bay hoài như vậy, rồi mình thấy còn vui không ta? Thì rõ ràng là mình, lúc bây giờ mình sợ chứ không có vui nữa quý vị. Lúc bây giờ mình thấy máy bay mà bay hoài mình cũng sợ nữa, nó cứ bay hoài như vậy thôi. Nên nhiều khi con người mình sống á, thật sự là cái tâm của mình á, nó cứ thay đổi. Lúc mà mình mới được đi máy bay thì mình đi vui, nhưng mà nếu mình nghĩ máy bay mà nó cứ bay hoài như vậy đó, mình cứ ngồi tới giờ mình ăn trên máy bay, người ta cho mình ăn rồi cũng có chỗ đi ái, nhưng mà có vui không? Thật sự nó không còn vui nữa quý vị. Nó trở thành cái sự lo âu, không biết rồi máy bay này nó bay nữa có đụng máy bay kia không, rồi máy bay này nó bay rồi nó có bị không khí loãng, rồi nó có bị không khí đặc, rồi nó bị những cái tảng băng này kia nọ hay không. Rất là nhiều những cái chuyện, thậm chí bây giờ có nhiều người họ sợ đi qua những cái nước đó, rồi những cái quả tên lửa bắn lên trúng cái máy bay rồi tiêu tan cái máy bay đó, những cái chuyện đó. Nên chúng ta thấy đó, thật sự đó quý vị biết rằng nếu mà chúng ta quán khổ như vậy đó, thì cái trí tuệ chúng ta đang cứ tăng trưởng theo thời gian đó, tăng trưởng theo thời gian, để đến một lúc nào đó cái tuệ nó chín mùi đó quý vị, cái tuệ chín mùi để mình thấy danh sắc ngũ uẩn là khổ thật, khổ thật. Nên lúc bây giờ mình mới đắc được vô tướng giải thoát, không tánh giải thoát, vô nguyện giải thoát. Mình thấy khổ, thấy vô thường hay thấy vô ngã thì mình sẽ đắc được tam giải thoát tướng đó. Còn nếu mà mình không thấy đó là chính cái sự luân hồi của mình. Mình luân hồi rất lâu quý vị. Nên nhiều khi chúng tôi cũng tự nhắc mình đó. Một Đức Phật ngày tu, ngày phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, được Phật tỏ ký lâu lắm ngày mới thành Phật. Nhưng mà chúng ta luân hồi từ Đức Phật này qua Đức Phật kia. Nói như vậy để mình thấy rằng nhé, chính là mình không có thấu triệt Đức Phật mới khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ hay con niết bàn, con đường đạo đế là con đường diệt khổ, niết bàn là sự chấm dứt khổ. Mình không có tường tận được đó nên mình cái tâm mình chưa có chín mùi quý vị. Mình phải làm sao để cho tâm mình chín mùi. Nên thường thường cái tâm thiện hợp trí đó làm việc quán đó. Ví dụ mình nói rằng cái tâm thiện hợp trí làm việc tu thiền, ở trong đó có thiền chỉ, thiền quán. Hay là tâm thiện hợp trí làm việc giữ giới hay bố thí, hay là cung kính phục vụ hồi hướng phước tùy phước hay chánh pháp thuyết pháp, thì cũng là tâm thiện hợp trí này làm. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng cái tâm thiện hợp trí là có trí để chứng được siêu thế đạo. Nên thường thường cái người tam nhân cũng là những cái tâm thiện hợp trí cho tâm quả để mình tục sinh làm người tam nhân, và các cõi thiền nó cũng là người tam nhân. Như vậy á, đây là một điều mà chúng ta cũng tận dụng. Nếu bây giờ mình không chứng được đắc, mình không chứng đắc đạo quả, mình tu thiền, mình chứng thiền, mình sanh cõi phàm thiên cũng là người tam nhân, và mình sẽ là người hành giả tu thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán, niệm xứ liên tục để chứng đắc đạo quả. Đó là một cái hướng đi mà của tâm để đưa đến giải thoát. Còn nếu mà chúng ta mà không như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta đã rời cái con đường mà Đức Phật ngày dạy là con đường đạo đế, và thấy được tập đế, diệt được tập đế,
để chứng được Niết Bàn là diệt đế và dứt trừ cái khổ luân hồi. Dù chúng ta có luân hồi cõi nào đi nữa thì cái sự luân hồi cũng là luân hồi. Và cái sự luân hồi đó, nó có những cái chỗ mà mình sanh lên cõi bốn cõi vô sắc đó. Nếu mình không đắc được đạo quả tu đồ quần đó, mình là phàm tâm nhân mà có sanh lên đó thì mình cũng lộn đầu xuống trở lại chứ không có thể nào mà giải thoát được. Như vậy á, mình ở cõi người có cái thân là có cái khổ, nhưng mà có cái thân là khổ, nhưng mình có thể diệt trừ được thân kiến. Mình sẽ hiểu, mình sẽ làm cho mình hiểu đúng về cái thân này là khổ thật. Ăn uống ỉa đái, tắm rửa giặt giũ rồi ngủ nghỉ là cái khổ mà mỗi ngày nó có. Mà mình đó, thì mình chỉ chờ sanh già bệnh chết. Nói như vậy thì mình nhiều khi mình nghĩ bệnh chết thì mới là khổ. Còn nếu mình nghĩ rằng mỗi ngày mình sống đó, những cái nỗi khổ này nó cứ hiện khởi hoài như vậy đó. Mỗi lần mình ăn mình cũng thấy khổ, ăn cái này vô được biết bao nhiêu cái chứng bệnh. Không phải là mình sợ quý vị, có nhiều khi quý vị biết rằng nhiều khi gặp Ngài Hòa Thượng Thiện Pháp này cũng nói câu là thật sự đồ ăn là độc, không ăn á mình chết liền, nhưng mà ăn thì chết từ từ. Mình ăn á mình chết từ từ quý vị, tại vì mình ăn vô tích lũy cái độc tố từ 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 mình mới chết, ung thư rồi này kia nọ từ từ mới chết. Nhưng mà nếu mình không ăn là mình chết liền. Nên thường thường mình học một pháp mình nhớ nó là chúng sanh duy tồn do vật thực, danh sắc pháp thì tồn tại là nhờ vật thực. Như vậy là chúng ta cũng hiểu cái nỗi khổ. Bây giờ mình thấy cũng như là có một vị hoàng tử mà muốn được làm vua rồi cho làm vua mà nói vua mỗi ngày phải chết á, vua đó ông sợ quá thì ông đâu có vui gì nữa đâu. Cũng như vị sa môn mà mỗi ngày nghĩ rằng á mình khổ thật, thì vị sa môn đó phải nỗ lực tu tập để giác ngộ giải thoát, chứ không có dễ vui. Nếu mình hiểu thật sự mình hiểu khổ mỗi ngày đó, giống như là mình nghĩ mỗi ngày mình ăn vô mình tích lũy cái bệnh hoạn trong người mình đó, thì mỗi lần mình thấy ăn là khổ rồi bây giờ đi kiếm ăn cũng khổ rồi bảo quản thì ăn cũng khổ. Thậm chí bây giờ quý vị nghe không, có nhiều khi mình ăn cơm ấy, mà cơm còn dư nó cũng bị biến chất rồi nó sanh ra độc tố ung thư này cái nọ. Thì thậm chí bây giờ người ta nói rau luộc á, mình luộc rồi ăn không hết bỏ đi chứ đừng có tiếc nên chúng ta thấy khổ không. Bây giờ mình ăn á, mình kiếm đồ ăn cũng khổ, bây giờ có đồ ăn rồi bây giờ mình để nó cũng khổ nữa, mình để rồi mình ăn lại mình bệnh nữa. Nên quý vị thấy không, nếu mà không hiểu được thì mình cứ quẩn trong cái sự khổ nó hoài thôi. Nhưng mình hiểu rằng ăn là khổ, rồi bài tiết cũng khổ, ngủ cũng khổ, tắm rửa cũng khổ, giặt giũ cũng phải khổ, tắm rửa rồi mà không có đồ thay cũng khổ, mà có đồ thay rồi mà không giặt giũ đồ phơi lên cũng khổ. Như vậy những cái khổ này nó triền miên trong mỗi ngày mỗi giờ của chúng ta. Nếu mà chúng ta suy nghĩ được như vậy đó, thì có lẽ là cái tuệ mà gọi là cái tuệ mà yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quảng tuệ, dục thoát tuệ nó sẽ sanh khởi. Bởi vì cái tuệ này nó không phải tự nhiên nó sanh lên đâu quý vị. Nó giống như những cái hạt mầm á, nó có rồi nó mới lớn từ từ, chứ không bao giờ tự nhiên cái cây nó đùng xuất hiện đâu, không có đâu quý vị. Nó là những cái hạt mầm nhỏ rồi từ từ nó lớn với cái thời gian. Thì cái tâm tuệ, cái tuệ quán của chúng ta cũng vậy quý vị. Nếu mình hiểu dựa trên danh sắc này mình thấy khổ, thì mình quán trên danh sắc này thì cái tuệ nó cũng chín mùi từ từ, cũng giống như cái cây nó sẽ lớn từ từ. Nhưng mà nếu không có hạt giống ấy, thì nó sẽ không có cái cây quý vị. Cũng như mình không thấy khổ thì đừng có hòng mình thoát khổ được. Mình phải thấy khổ. Nhưng mà rồi nhiều khi mình suy nghĩ đó, mình cũng thấy những cái điều mình rất là ngộ quý vị. Như là Hoàng hậu Khê Ma đó, rất là đẹp quý vị. Nhưng mà khi bạn nghe Đức Phật thuyết pháp nói về bất tịnh, bà không có chịu nghe. Cho đến khi gặp Đức Phật ấy, thì bà lại bừng ngộ. Bừng ngộ rồi bà chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Nếu mà không phải là một vị chánh đẳng chánh giác, không biết được cái tâm tư của bà đó, thì bà cũng phải nói rằng chúng ta cũng phải đặt vấn đề câu hỏi. Một người càng đẹp á, họ càng dính mắt. Họ càng giàu á, họ càng khó bỏ quý vị. Thật sự đó, rất muốn bỏ nhưng không phải dễ bỏ đâu quý vị. Thật sự là muốn bỏ mới dễ bỏ. Nhưng mà nếu mình hiểu từng chút rồi đó, thì mình muốn bỏ nó sẽ bỏ được. Nên thường thường Đức Phật Ngài nói trong Trung Bộ Kinh, mà quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài nói rằng, nếu một cái người mà có quán xét á, dù người đó có giàu cách mấy người cũng đi tu được. Nhưng mà nếu một người không quán xét á, nghèo rất cùng tơi vậy á, lưu hủ cũng bể, nồi niêu cũng mốt mó, nhà cửa thì sập sệ, nhưng mà nó vẫn không đi tu được đó quý vị. Tại vì nó không đi tu được, nó không phải là nó không phải vì của, nó không có cái nhiêu của hết, nhưng mà vì cái tâm dính mắc.
Còn một người có rất là nhiều của cải, nhưng mà vì tâm không dính mắc nên đi tu rất là dễ. Chúng tôi nói như vậy để quý vị hiểu rằng á, có những lúc mà chúng ta muốn đi tu một ngày gieo duyên thôi, chúng ta cũng không tu được. Vì con đẹp, rồi vợ chồng hạnh phúc, rồi nhà cửa làm ăn thuận lợi, muốn đi tu một ngày cũng không tu nữa. Nên chúng tôi nói với vị là không có nhân là vậy đó. Nếu mà có một ngày nó sẽ giống như hột giống nó bỏ xuống thì nó sẽ có cây cổ thụ sau này. Nhưng mà vì chúng ta không có hiểu đúng, chúng ta càng hạnh phúc chúng ta lại càng dính mắc. Chúng ta không có tâm, không có hiểu đúng thì chúng ta không bỏ được. Cũng như các cái từng thiền sắc vậy đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó có hỷ lạc, ly dục, ly ác thiền pháp, hoặc là bỏ tầm, bỏ tứ, xá niệm thanh tịnh như vậy. Bỏ tầm tứ hỷ, xá niệm thanh tịnh như vậy. Những cái thiền thiền chứng đó, có những cái thiền chi đó. Nhưng mà Đức Phật này cũng cho chúng ta biết nó là cái vị ngọt. Cái vị ngọt thì ai cũng thích hết. Ví dụ mình nói mình giàu sang, ai cũng muốn hết. Nhưng mà nó nguy hiểm đó, mình có thấy được không? Cái quan trọng là cái nguy hiểm mình thấy được hay không? Cái giàu sang này nó sẽ cột trói mình luôn. Hay là giàu thì mình biết mình giàu rồi, bây giờ mình đi tu một ngày được, hai ngày được, ba ngày được, mình tập tu được. Thì cái đó là cái điều rất là quan trọng. Còn nếu cái giàu mà nó giết chết mình, mình phải coi chừng. Cái vị ngọt nó làm cho mình mờ mắt rồi, mình không thấy đường để mình đi. Cái điều đó là điều rất là nguy hiểm quý vị. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Phật là bậc đạo sư đó, ngài muốn chúng ta có một cái hiểu biết Phật pháp bằng cái đầu tiên mà trong Bát Chánh Đạo nó là chánh kiến đó. Chánh kiến là cái sự hiểu đúng để đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu mà chánh kiến này mà còn luân hồi ấy, thì đưa đến sanh y, là đưa đến những cái cõi mà tái sanh làm người tham nhân, tái sanh đầy đủ điều kiện, nhưng mà mình có thể dứt bỏ được hay không thì do cái chánh kiến của mình nó có mạnh hay không. Như vậy á, Đức Phật đã chánh kiến đầu tiên của người Phật tử đó là chúng ta cần phải hiểu biết cái sự luân hồi rất là dài và những cái vị ngọt đó rất là hấp dẫn. Nên đó, nhiều khi chúng tôi ngồi mà chúng tôi coi mà ca sĩ Phi Nhung chết, quý vị lúc mà coi lại những cái clip đó, coi lại thật sự quý vị biết chúng tôi cũng không có thích nghe ca hát gì nhiều, nhưng mà bữa hổm nghe ca sĩ Phi Nhung chết rồi coi lại mấy cái túc mấy cái YouTube đó, rồi coi lại những cái này cái nọ, chúng tôi thấy rồi cũng nuôi cái con, rồi cũng làm việc từ thiện, rồi cũng vô chùa, cũng cũng làm những việc thiện nguyện, rồi bị COVID mà chết. Nghĩa là giống như mình nói đoạn chết mà những cái ước nguyện còn dang dở, những đứa con, hai ba đứa con còn đó, rồi những cái đứa con mà hướng dẫn cho nó ca hát vẫn còn đó, mà bây giờ mình đã chết rồi. Nhưng mà không biết lúc chết á, mình có chánh niệm hay không. Thường thường chúng ta biết rằng á, chúng ta sanh bằng tâm nào là tử bằng tâm đó là đúng rồi. Nhưng mà tử bằng tâm nào chưa chắc sanh bằng tâm đó. Có nghĩa là chúng ta có cái duyên lành, chúng ta tục sinh làm người tam nhân, chúng ta ở trong đời sống này chúng ta gặp được những hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không hiểu đúng rồi đó, thì lúc chúng ta tử có thể là chúng ta luyến tiếc, chúng ta sanh làm súc sanh cũng có. Rồi chúng ta hiểu sai chấp lầm, chúng ta sanh vào địa ngục cũng có. Rồi chúng ta mà khởi lên sự hối tiếc này kia nọ đó, thì chúng ta cũng sanh làm hung thần ác quỷ cũng có. Chúng ta không chắc gì đâu quý vị, không chắc gì là mình được sanh làm người. Quý vị nghe cái câu chuyện của hoàng hậu, vị hoàng hậu mà vợ của đức vua, nhưng mà khi chết sanh là một con bồ hung không? Bà hoàng chết sanh là một con bồ hung mà trong câu chuyện kể lại. Thì quý vị biết rằng mình sanh làm người, sanh làm người tam nhân, chết là người tam nhân đúng rồi, nhưng mà chết người tam nhân có sanh lại người tam nhân hay không là quan trọng. Hay là mình sanh vô người khổ, hay người lạc vô nhân, hay người lạc dĩ nhân. Tại vì lúc bây giờ nó cần đòi hỏi là gì? Mình phải nhớ một thiện pháp cái gì? Mình phải nhớ một thiện pháp bằng tâm thiện hợp trí, nó mới cho ra tâm quả để tiếp tục sanh làm người tam nhân nữa. Còn nếu mình không có một cái tâm thiện hợp trí để làm việc, để nhớ lại việc bố thí, hay là thuyết pháp, hay là thính pháp, hay là cung kính, hay là phục vụ, hay là hồi hướng phước, hay là tùy hỷ phước, hay là tu thiền. Nếu không có trạng thái tu thiền trong tâm là không có niệm sự chết đi. Ví dụ mình nói niệm sự chết cũng là tu thiền. Tại vì đề mục 10 đề mục tùy niệm. Niệm chết hay niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở, ra hơi thở vô, hay niệm chết, hay là niệm Niết Bàn là thanh tịnh. Nếu bây giờ, lúc bây giờ mà cái người đó có một cái thiện niệm như vậy đó, là mình gọi là tâm thiện, nó làm được những cái việc đó. Và có tâm thiện thì sẽ có một cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng để cho tâm quả đi tục sinh làm người tam nhân trở lại nữa, để tiếp nối cái con đường tu hành của mình.
Nhưng mà nếu không á, nếu không á, cũng chưa chắc nữa quý vị. Nhưng mà rồi, rồi chúng ta cũng hiểu một điều nữa, chúng ta sanh lên làm người tâm nhân nữa, nhưng mà chúng ta có tiếp tục tu tập theo lời dạy của Đức Phật hay không, hay là chúng ta dựa vào những cái tôn giáo nào đó họ nói là có địa tạng với địa ngục, phá địa ngục để đưa người ta lên, hay là có cái bà nào đó mình chỉ cần niệm bà cứu khổ cứu nạn thôi, thì mình đều không nằm trong nhân quả hết quý vị. Có ai đâu dưới địa ngục mà mình niệm người đó dẫn mình lên, chuyện không có đâu. Và cũng không có bà nào mà đứng ra cứu khổ cứu nạn cho mình hết. Tại vì mình không hiểu đúng, mà mình ăn mỗi ngày, bệnh mỗi ngày, mỗi chút, uống mỗi chút, bệnh mỗi chút như vậy, mà mình nói có bà nào cứu khổ cho mình. Trên đời này không có bà nào cứu cho mình hết bệnh hết. Cũng không có ông Phật nào ở Đông Phương, Tây Phương gì đó, mà dược sư gì đó mà làm cho mình hết bệnh. Cái điều đó nó không có đúng như lời dạy của Đức Phật. Nó không đúng với chân lý của Đức Phật quý vị. Mà cái điều này quý vị cần phải hiểu cho đúng. Bởi vì cái chánh kiến là vậy đó quý vị. Quý vị thấy người tu thì nhiều như vậy, nhưng mà chánh kiến nó không phải dễ đâu quý vị. Những người đó vẫn nói rằng có ông đó dưới đó cũng phá địa ngục, mình niệm ông đưa mình lên. Có cái bà đó cứu khổ cứu nạn, rồi có một cái cảnh giới nào đó đem mình qua bên đó. Xin thưa quý vị, không có bà nào, ông nào đưa mình đi qua đó. Do cái tâm tử dính liền cái tục sinh thôi. Nếu người đó có thiền, có tâm thiền đó, mình gọi là tâm tam nhân, cho mình sanh lên ba cõi sơ thiền, cũng do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu mình làm đại phạm thiên, hay là phạm phụ thiên, hay là phạm chính thiên, rồi cũng do nhị thiền tam thiền cho mình sanh lên ba cõi nhị thiền, như là tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, biến quan thiên, cũng do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu của mình mà sanh lên cái đó, có sự khác biệt. Cái điều này đó là lời dạy của Đức Phật thật. Đức Phật này nói mình tự giác rồi giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà mình đừng hiểu rằng giác tha là có một người nào đó họ làm giác tha họ đưa mình đi đâu, không có chuyện đó đâu quý vị. Giác tha là mình dùng cái chánh pháp của Đức Phật để mình thuyết giảng, mình khích lệ cho người ta tu thôi, chứ không phải là mình đem cái người này từ Đông Phương qua Tây Phương, để từ Tây Phương qua Đông Phương, hoặc là người đó mình làm cho người đó hết bệnh, hoặc là tai nạn, rồi người đó cầu người đó hết tai nạn, cái chuyện đó nó phi nhân quả. Cái việc đó là tà kiến quý vị, không có đâu quý vị. Nhưng mà rồi chúng ta tìm trong Phật pháp, tìm trong nhân loại này, chúng ta làm sao mà làm cho mình có chánh kiến này là quan trọng. Vì cái chánh kiến đó cho mình hiểu đúng, nó sẽ dẫn mình từ chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Mình mới có chánh giải thoát, mới có chánh trí, mới có chánh giải thoát. Còn nếu cái chánh kiến của mình không có đó, thì còn lâu lắm quý vị. Cái con đường luân hồi của mình, bốn tâm tham tà kiến nó còn làm cho mình sợ hãi, rồi cầu mong, rồi ước nguyện. Nó làm cho mình dính mắc trong những cái đó, nó còn lâu lắm mình mới giải thoát. Nên chúng tôi nói quý vị để ý đi, nếu mà chúng ta hiểu đúng quý vị tu tập đi, quý vị mỗi lần quý vị ăn, quý vị nhớ là giải Đức Phật. Ăn là Phật thực, mà ăn vô là bệnh. Uống nuôi dưỡng, mà uống vô sanh bệnh. Thì mỗi lần mình thấy vậy khổ thật sự. Cái khổ này bây giờ làm người ta quẩn, nghĩa là giống như bị quẩn vậy đó. Nên quý vị thấy bây giờ người ta sống người ta sợ dịch, rồi sợ này kia nọ, rồi sợ nguyên tử, sợ chiến tranh, sợ đủ thứ hết á. Nhưng mà không có sợ cái bất thiện của mình quý vị, không có sợ cái tham của mình. Nó dẫn dắt mình luân hồi, mình không sợ cái tham, nhưng mình sợ bên ngoài. Nếu mà ngày nào mình sợ đúng á, là mình sợ cái tâm tham của mình là tập đế, nó dẫn đến luân hồi. Nên có nhiều khi bây giờ quý vị biết là rất là nhiều tôn giáo nói về tận thế này kia nọ. Chúng tôi cũng có lần chúng tôi nghe sư trưởng nói, sư trưởng nói nếu mà tận thế thì mình chết mình không sanh được, giống như mình biết bạc vậy, thật sự là hết khổ. Nhưng mà nếu mà nói là bây giờ tận thế thì cũng chết đi, nhưng cũng phải tái sanh, cũng phải tái sanh hoài thôi. Chứ niết bàn là do cái tâm tứ đạo tứ quả chứng được niết bàn, không có luân hồi nữa. Còn cái tâm tam đạo hay nhị đạo, sơ quả, nhị quả hay tam quả là thánh hữu học, cũng vẫn luân hồi về những cái cõi thiền, những cõi trời phạm thiên, những cõi trời chư thiên. Như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng. Nếu một cái người tu đúng đó, chúng ta nói quý vị đó, nên thường thường bây giờ đi chùa đó, người ta cầu đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà cái cầu đó có được hay không, cái cầu đó có làm cho mình đúng hay không là quan trọng lắm quý vị. Nên chúng ta nói quý vị, mỗi lần mình cứ ăn mình thấy khổ nè, ăn rồi phải đại tiện nè, nếu bây giờ không có chỗ đại tiện cũng khổ lắm. Nên chúng tôi nói quý vị, một lần mà chúng tôi nhớ tới bây giờ đó, chúng tôi đi tới cái xứ hô này toàn là thi chú giáo không quý vị biết không. Chúng tôi đau bụng quá đi, chịu không nổi. Chúng tôi đang đi trên xe buýt, chúng tôi mới nói xe buýt: "Ôi anh ơi, anh cho sư xuống đi anh ơi, thầy xuống đi anh ơi,
hỏi chi vậy thầy? Nói thầy không có chịu nổi nữa, anh ghé vô. Quý vị biết ghé vô rồi mình chạy vô cái nhà người ta đó, những cái người khác đạo đó, nhưng mà mình xin họ đó, họ cho mình đi vô nhà cầu đó. Nên quý vị biết hiện giờ nó cũng không dễ đâu quý vị. Nhiều khi mình đi mình xin người ta không cho, mình ta sợ mình lắm quý vị. Nhưng mà mình tu á, người ta đỡ sợ hơn thôi. Người ta thấy mình tu hành, người ta đỡ sợ hơn, nhưng mà người ta vẫn sợ quý vị. Nên quý vị thấy con người của mình đó, mình phải thấy khổ như vậy đó. Cái khổ đó chỉ có một lần đối với mình thôi, mình cũng phải nhớ hoài quý vị. Cái khổ này nó vẫn tái diễn hoài chứ, nhưng mà có cơ hội để mình nhớ nó. Và mình nhớ nó như vậy đó, để làm cho cái tuệ giác của mình nó tăng trưởng là nên có quý vị. Nên có, bởi vì quý vị thấy rằng, chúng tôi thường nói quý vị đó là Đức Phật này dạy đó. Nếu mà mình không có nước đó, thì không có sống. Cũng như vậy đó, mình không có thân, không có khổ. Nhưng mình khổ đó giống như là bây giờ mình té trên đất. Nhưng mình đứng lại, mình cũng phải đứng trên đất thôi. Mình cũng phải chống trên đất mà đứng lên thôi. Có cái thân này là khổ, nhưng mà chính cái thân này làm cho mình giác ngộ giải thoát. Còn mình cầu mà cầu bậy cầu bạ đó thì muôn thuở quý vị, mình không thể nào giải thoát được đâu. Không thể nào mình có yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quạng tuệ, rồi dục thoát tuệ. Mình thấy cái thân này là khổ quá đi rồi, làm sao mình có cái tâm thiện hợp trí để làm việc này. Nên từ từ quý vị thấy cái tâm thiện hợp trí mà làm việc chuẩn bị cận hành tuận thứ chuyển tộc đó là tâm đạo sanh lên, tâm quả sanh lên để mình trở thành vị thánh đạo thánh quả. Nhưng mà cái tâm thiện hợp trí đó, làm cho chín mùi đó, là khi mình thấy được danh sách này là khổ, nó khổ thật là như vậy đó quý vị. Như vậy nếu mà ai biết cuộc đời là như vậy đó, muôn thuở là như vậy thôi. Quá khứ người ta cũng ăn như vậy, nhưng mà những cái thời kỳ mà loài người đó, nó ít đó, người ta gọi là đất rộng người thưa đó, nó khỏe lắm quý vị. Như chúng tôi nhớ hồi xưa lúc chúng tôi về cái Ba Sông Thao đó, chúng tôi nhớ mai rẫy không có hai cái rẫy thôi, mà một cái rẫy cả chục mẫu vậy đó. Nên nhà ổng có 12 đứa con trai, ổng nuôi cách dễ dàng đúng không quý vị. Thậm chí mà chúng tôi còn nhớ hồi đó rất lâu đó, đi vô cái vườn của ổng hai rẫy đó, nhiều cái chuối mà người ta chặt, người ta đem ra, người ta còn bỏ quên cả đống luôn vậy. Vô mà nếu mà ta bỏ quên rồi đó, thì người ta cho mình gánh về mình ăn thôi. Chứ không có, tại vì xe bò vô, người ta kêu xe bò vô chở một lần vậy. Còn mấy người đó họ không có thiếu gì. Nếu họ không có quan trọng gì, 5-7 quài chuối một đống mà quên họ bỏ luôn. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy không có đâu quý vị. Bây giờ thì thật sự đó, khi người ta đông rồi đó, những cái trái chuối, những cái quài chuối người ta cũng rình, hoặc là người ta thậm chí có nhiều người họ lấy điện họ quấn lên đó nữa, mà lạng quạng mình trèo lên mình không để ý mình bị điện giật nữa quý vị. Thành ra nhiều khi những cái chuyện đó tại vì con người đông quá rồi, nó không còn là. Nên thường thường chúng tôi hay suy nghĩ cái là loài người của mình, ví dụ như là giống như cái nhà vậy đó, 10 người ở thì ổn, nhưng mà dồn 1.000 người vô thì đừng nói quýnh lộn nhau tối ngày, chứ đừng nói tu hành vậy đó. Đừng nói tới tu hành vậy đó. Một cái nhà đó 10 người ở mà bây giờ cho 1.000 người vô ở thì chắc lẽ là sẽ bị ngộp hơi thở mà chết thôi, chứ đừng có nói tới tu hành, đúng không? Nên quý vị có cái sự suy nghĩ vậy đó, quý vị mới thấy rằng mình suy nghĩ đúng mình cũng sanh lên cõi trời nữa quý vị. Bởi vì mình suy nghĩ đúng á, mình cũng có duyên để mình có chánh kiến, mình sanh lên cõi trời. Tại vì chánh kiến đưa đến sanh đi là mình sanh lên cõi trời, thì cái cõi nhân loại nó sẽ thưa bớt quý vị. Nhưng mà nếu người nào mà họ cái chánh kiến của họ mà phù hợp với nhân loại theo cái cách của họ đó, họ sanh lại làm người đông quá nó cũng có nguy hiểm quý vị. Nguy hiểm, nó cũng có nguy hiểm. Và nếu mà những chúng sanh mà là người tâm nhân mà trên cõi trời đó, họ cũng có khả năng để đắc chính đạo quả, rồi họ nhẹ nhàng bị giống như nhà mà thưa vậy đó. Đất rộng người thưa thì sống đâu cũng nhẹ nhàng, nhưng mà đất hẹp mà người đông nó rất là nguy hiểm quý vị. Nên nhiều khi chúng tôi cũng có lúc mà chúng tôi nghe người ta nói những cái thành phố bên châu Âu đó, những người đó nói hồi xưa đó rất hạnh phúc, bây giờ những cái thành phố đó nó hỗn loạn lắm, biết bao nhiêu cái tệ nạn xã hội, bây giờ họ không tìm được thấy cái bình yên đó quý vị. Thì quý vị suy nghĩ, nếu quý vị sống âm thầm, quý vị không suy nghĩ đến tương lai của quý vị đó, thì quý vị cũng đâu có chuẩn bị được cái gì để cho tâm mình định tĩnh đâu. Mình không có thấy khổ, nên lúc mà khổ mình sẽ đi cầu trời cầu đất, rồi mình nghe cái ông đó ông rước mình về Tây Phương, cái ông đó dưới địa ngục, ông phá địa ngục, cái bà đó bà sẽ cứu khổ cuộc nạn, mình sẽ đi theo cái người đó quý vị. Nên nhiều khi quý vị biết những cái tôn giáo đó đông người theo lắm. Tại vì họ, bởi con người mình thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ. Nhưng mà mình không có thật sự dấn thân cái khổ, mình đâu có làm sao mình dài dặn cái trí tuệ được. Mình không thấy được những cái khổ đó, làm sao mình từ bỏ được, nó không có đâu. Thật sự là không từ bỏ được đâu quý vị. Thì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó thì
cũng nương vào cái bài kệ này với tâm tư giải thoát đó, là những cái thiền chứng đi. Với những cái lòng ước vọng đó, thì mình thường ước mơ cái này cái nọ, nhưng mà với cái tâm nguyện mà làm sao mình biết được cuộc đời hay là cuộc luân hồi này, những cái sự hưng thịnh phế tàn, mình còn không có một cái tâm nương tựa như vậy đó, thì mình mới có thể giải thoát được, mới có thể tâm giải thoát hay tuệ giải thoát được. Nghĩa là giải thoát bằng câu phần giải thoát là vừa thiền định thiền tuệ luôn đó, để mình chứng được a la hán tuệ phân tích hay là a la hán lục thông đó. Thì đó là những cái điều mà các bậc thánh ngay cái thời kỳ của Đức Phật các ngài đắc rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cũng không có hiểu được nhiều, và chúng ta cũng gặp muôn ngàn cái sự khó khăn. Và chúng ta đó thì tu tập nó có nhiều cái trường hợp đó quý vị. Mình thấy cái chùa mình mà ít người quá, mình nghĩ chùa mình sao mà ít người quá, mình đi tìm những cái chùa mà đông người cho nó vui. Rồi cái đông người đó mình tới, mình đâu có ngờ rằng mình bị dính vô tà kiến đâu. Rồi cũng nghe người ta nói mà hiểu sai thôi, sanh ra tà kiến. Thì nhiều khi mình cũng nói rằng cái tâm tư mình tà kiến, luân hồi đã quen rồi. Nhưng mà cái tâm tư mình có chánh kiến, luân hồi nó rất là khó. Nên Đức Phật kể mới nói rằng mình chết mà sanh được làm người cực kỳ khó. Sanh làm chư thiên còn cực kỳ khó nữa. Sanh xuống khổ cảnh thì cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ là rất là dễ. Nhưng mà sanh làm người làm chư thiên cực kỳ khó. Rồi chúng ta cũng hiểu những điều này là vì Đức Phật ngài nói rằng với cái tâm mà mình hiểu đúng đắn để mình sanh làm người, rồi mình có những cái điều kiện, có tâm tam nhân để sanh làm người tam nhân để tu tập thiền quán, điều đó là rất là cần thiết. Và chính là bây giờ mình phải tu, mình phải hiểu như vậy để có cái nhân, sau này nó có cái quả. Chứ còn nếu mà không có làm nhân thì nó cũng không có đổ quả. Vì tâm thiện có cái tâm quả, cũng như vậy quý vị. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, thời pháp hôm nay thì con xin trình bày với đây, với như là trình bày nhưng tính dân phần phước này đến chư tôn đức tăng của bảy cô thị nữ cùng chư phật tử, xin các vị tùy phước này và luôn luôn mong mỏi cho mình có cái duyên trong sự giác ngộ giải thoát. Bây giờ thì con xin thỉnh từng gọi giác sẵn trở lại để tiếp tục điều phòng cái phần thờ. Sa thu kính trình thượng tọa pháp đăng. Bạch thượng tọa từ siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin chào. Dạ. Bạch thượng tọa từ siêu, có nhiều người nghĩ rằng mình thấy được sự sanh diệt của các pháp nó bình thường thôi. Dạ, mình thấy sáng nắng mưa chiều thấy người ta sanh ra rồi ta chết. Nhưng mà đối với Phật pháp và đặc biệt như trong bài kinh này mà chúng ta có thể thấy được cái sự sanh diệt ngay cả đối với các thiền chứng mà mình đang có, thì tại sao cái sự sanh diệt đó nó lại lớn dựng như vậy, tại sao nó quan trọng như vậy? Xin kính thỉnh thì tổ sư Hoa Nghị giải thích về điểm này. Nam mô Bụt Thầy. Tất cả chư tôn đức kính thưa quý Phật tử, thấy cái sự sanh diệt của cuộc đời có rồi mất, mà thông thường người ta cũng có thể biết, cũng có thể hiểu được điều đó. Nhưng mà nó khác ở chỗ là họ thấy, nhưng không phải là do cái tuệ quán, không phải thấy bằng cái kiểu mà gọi là vipassana. Họ không phải thấy bằng cái tuệ đặc biệt, bằng cái trí tuệ đặc biệt. Thì do đó cho nên cái đó không thể gọi là thấy. Cũng ví như khi một người bình thường, họ không có một cái kiến thức
về cổ vật. Khi họ đi vào trong cái viện bảo tàng, họ nhìn thấy, họ cũng mắt của họ cũng nhìn thấy những cái tô, những cái bát bằng sành sứ cũ kỹ hoặc là bị mẻ mà để trưng bày ở đó. Họ chỉ thấy sơ qua gì thôi, không để ý, họ không biết cái giá trị của nó, họ không thể nghĩ sâu hơn nữa, tìm hiểu sâu hơn nữa. Nhưng mà với người có cái cặp mắt của một nhà khảo cổ thì khi mà họ nhìn thấy như vậy, họ rất là quan tâm. Quan tâm về màu sắc, họ quan tâm về cái chất rạng của men, rồi họ nhìn, họ quan sát những cái chỗ mà bị mẻ đó, người ta quan tâm về cái gốm, cái đất nung đó, ở trong đó. Tại sao họ tìm hiểu kỹ như vậy? Thì như vậy cái nhìn của nhà khảo cổ, của nhà cổ vật học đó, thì nó khác, mà cái nhìn của một người đi tham quan là nó khác. Cũng vậy, người đời ở bên ngoài khi mà họ làm ăn có bữa có năm thì về, có năm thì khác, có năm thì nó khá, còn có năm thì nó kiệt quệ vân vân, thì họ cũng biết đời sống nó có thăng trầm vậy mà, họ chỉ biết đến chuyện đó thôi. Nhưng mà với cái một vị hành giả mà tu tập về tuệ quán đó, thì họ nhìn cái sự sanh diệt đó, họ thấy được cái đặc tính của cái pháp vô vi là nó khác. Cho nên cái này được gọi là Udabhyapaya Jnana, tức là sanh diệt tuệ. Là cái tuệ thứ hai của cái tuệ minh sát. Cho nên ở đây đó, cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải biết là cái sự thấy được cái sự sanh diệt của pháp hữu vi, nó là một cái việc lớn chứ không phải việc nhỏ. Cái điều thứ hai chúng tôi cũng muốn dẫn chứng cái câu Phật ngôn này ở trong pháp quốc kinh phẩm ngàn sa sa quốc á, trong đó Đức Phật ngài có dạy một câu mà nói rằng là vô chờ quá sát tăng chi vê a bát sang ô quả giáp và dân e ca hăng chi vê tăng si vô bát sát tô ô quả giáp dân. Dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây Đức Phật ngài cũng đã khẳng định là khi mà một người họ thấy được cái pháp sanh diệt bằng cái trí tuệ, thì như vậy dầu cho họ sống có một ngày đi nữa thì cái tuổi thọ một ngày đó nó vẫn quý hơn là sống cả trăm năm
nhưng mà không có cái trí tuệ thấy được pháp sanh diệt. Ý nghĩa của Phật ngôn đó là như vậy thôi. Nhưng mà tại sao thấy được pháp sanh diệt nó quan trọng như vậy? Thưa quý vị, khi mà chưa thấy được cái pháp, chưa thấy được đặc tính của danh sắc pháp hữu vi, nó có tính chất sanh diệt, thì chưa thấy được cái sự vô thường. Mà nếu không thấy được cái sự vô thường, không phải là vô thường của một cái sự việc lâu lâu mới mới vô thường, không phải vậy, mà họ thấy cái sự vô thường từng giây từng phút, từng sát na, trong từng tế bào sắc, từng sát na tâm, từng bọn sắc pháp. Khi mà thấy được cái sự sanh diệt đó, họ mới nhận ra rằng các pháp hữu vi nó cứ diễn biến, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, một chuỗi dài sanh diệt như vậy, luôn luôn bị giới hạn trong cái sự sanh diệt. Nó giới hạn bắt đầu từ điểm sanh và nó giới hạn cái điểm cuối là diệt, cho nên không có cái gì mà nó được thỏa mãn, được hạnh phúc. Thế mà cái gì vô thường thời cái đó là khổ. Họ thấy được cái sự khổ, mà thấy được vô thường, thấy được cái sự khổ của pháp hữu vi, thì người đó nhận ra rằng các pháp hữu vi đặc tính là sanh diệt, diễn biến vô thường đó nó tạo ra cái sự bức xúc, cái đó là khổ. Mà khi mà diễn biến như vậy không có một quyền năng nào có thể sắp đặt ngược lại, danh sắc phải thường còn, phải luôn luôn là an lạc, không ai sắp đặt được như vậy. Thì như vậy rõ ràng là nó không có chủ quyền. Anh đã phí rất tiếc, anh đã phí sa rô là không có, không có chủ quyền. Thì như vậy là cái lý vô ngã. Mà người thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc á, tức là người đó thấy được tam tướng là vô thường của nó, vô ngã. Mà hễ người thấy được tam tướng thì như thế nào? Sabbe sankhara anicchati yada panya vipassati athinipinna tindukhe esamakusutya. Khi với trí tuệ thấy rõ các hành là vô thường, thời sẽ hiểm ly sự khổ. Đó là con đường đưa đến thanh tịnh, tức là đưa đến niết bàn. Sape sankhara dukkhati yada panya vipassati athinipinna dukkhe esamakusutya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các hành là khổ đau, thời sẽ yểm đi sự khổ. Đó là con đường đến thanh tịnh, là đến niết bàn. Câu pháp cú kế tiếp là Đức Phật dạy vậy. Và câu pháp cú kế tiếp nữa Đức Phật dạy: Sabbe dhamma anatta ti yada panya vipassati athinipinna tindukhe esamakusutya. Khi nào với trí tuệ thấy rõ các pháp là vô ngã, thời sẽ im đi sự khổ. Đó là con đường đến thanh tịnh, đến niết bàn. Bài kệ nói về cái trí tuệ quán thấy vô thường là đạo lộ đưa đến niết bàn đó.
khiến cho 500 vị tỳ kheo, giúp cho 500 vị tỳ kheo chứng A-la-hán. Nhóm tỳ kheo khác đi đến viếng thăm Đức Phật, những vị này có căn cơ đã thuần thục ở trong quá khứ thời Đức Phật Kassapa, đã tu quán khổ, nên Đức Phật đã thuyết cái bài kệ thứ hai đó, thì cái nhóm tỳ kheo này cũng chứng A-la-hán quả. Và rồi đến cái nhóm tỳ kheo thứ ba đi đến viếng thăm Đức Phật, những vị này được Đức Phật quán xét, ngài suy xét, ngài thấy rằng họ đã thuần thục trong cái đề mục quán vô ngã trong thời quá khứ từ thời Đức Phật Kassapa, cho nên Đức Phật ngài đã thuyết cái bài kệ thứ ba nói về trí tuệ và thấy được cái pháp, các pháp là vô ngã, thì đó là đạo lộ đến niết bàn, thì giúp cho 500 vị tỳ kheo thứ ba này cũng chứng A-la-hán quả. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây đó, nếu như mà một con người chỉ nhìn thấy sự đời, ngẫm nghĩ sự đời là thịnh suy hưng vong, rồi họ chỉ khởi lên cái tâm nhàm chán, như vậy cũng đã là có cái tác dụng, đừng nói chi là một vị mà thật thụ dùng cái trí tuệ, dùng tuệ quán để thẩm sát sự sanh diệt của danh và sắc. Ngày xưa có cái câu chuyện, khi mà Đức Thế Tôn vừa mới thành đạo, sau khi tiếp độ được ngài chuyển pháp luân tiếp độ năm thầy Kiều Trần Dương, lúc bây giờ Đức Phật ngài cũng còn ngự ở tại Uruguela, và ở trong thành Varanasi đó có một thiện nam tử tên gọi là Giác Sát. Thiện nam tử Giác Sát này mặc dù là con của bá hộ giàu có, sống sung túc về vật chất, cũng có ba tòa lâu đài, một là thích hợp cho mùa đông, một thích hợp cho mùa mưa, một thích hợp cho mùa lạnh vậy, như Thái tử Siddhartha vậy. Nhưng mà cho đến ngày kia, công tử Giác Sát nửa đêm chợt thức giấc và rảo quanh trong cái ngôi biệt thự và thấy các cái cô phụ nữ mà đã ca hát giúp vua cho chàng đầu hôm đó, bây giờ họ nằm ngủ la liệt. Công tử Giác Sát chợt cảm thấy nhàm chán, nghĩ rằng ở đây như một bãi tha ma, với những kia là những cái xác chết. Chàng cảm thấy không vui, không hoan hỷ, cảm thấy cuộc đời nó bẩn chật, chàng bỏ nhà ra đi. Và trên đường đi chàng cứ nói mãi một câu: ôi thế gian bẩn chật quá, ôi thế gian bẩn chật quá. Và khi đến bìa rừng thì Đức Thế Tôn bảo rằng: này Giác Sát hãy, con hãy đến đây, ở đây không có bẩn chật đâu, hãy đến đây ta sẽ thuyết pháp cho nghe. Và Giác Sát đã đi đến Đức Phật, Đức Phật đã thuyết pháp đắc quả Tu Đà Quần. Và sáng hôm sau thì thân phụ của ngài Giác Sát
đi tìm con cũng gặp Đức Phật ở tại cái bìa rừng đó, và Đức Thế Tôn ngài đã che án không cho ông Bá Hộ thấy con trai của mình. Lúc đó Bá Hộ đi đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết pháp cho ông ta nghe. Ông ta chứng quả Tu Đà Quần và xin quy y Tam Bảo. Thì đồng thời lúc đó Giá Sáng ngồi bên cạnh Đức Phật nghe cái bài pháp mà Đức Phật đã thuyết cho tôi là nghe cha của mình, thì Giá Xá đã chứng quả là hắn. Khi biết tâm của Giá Xá đã đạt đến lâu tận giải thoát, Đức Phật ngài thu hồi thần thông, hai cha con gặp nhau. Và lúc đó Giá Xá xin cha cho phép được xuất gia, và người cha là vị thánh cư sĩ cho nên rất là quan hỷ sẵn sàng. Thì tiếp tục 54 người bạn, trong đó có 4 người bạn đối khố của Giá Xá, và 50 người bạn khác cũng là bạn giao lưu thân thiết. Hai đợt họ nghe tin Giá Xá, con của nhà Bá Hộ Varanasi, đi xuất gia, thì họ lần lượt kéo nhau đến xin xuất gia và chứng A La Hán hết. Sau này các vị tỳ kheo khác với bàn bạc với nhau, không biết tôn giả Giá Xá và 54 người bạn đã làm được cái duyên gì trong quá khứ mà lại ngay trong kiếp hiện tại đồng cùng xuất gia và chứng quả A La Hán hết. Thì Đức Phật đã biết thuật lại cho các vị tỳ kheo nghe, vì trong tiền kiếp những tiền thân của những chàng thanh niên này làm một cái công việc là đi thiêu, đi quả táng xác chết, và trong lúc quả táng những cái xác chết đó, nhìn thấy ngọn lửa thiêu cháy một cái thân xác mà trước đây khi những con người này còn sống thì cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi, cũng nói, cười, vân vân. Mà bây giờ cái xác nó bị lửa cháy như vậy, nó tan rã như vậy, nó hoại diệt như vậy, cái họ lấy đó làm cái đề tài mà suy niệm, và họ bắt đầu họ chán. Chỉ với cái ý thức chừng đó thôi, chưa chứng đầu quả gì cả, ý thức chừng đó, cái sự nhận thức đó lại là một trợ duyên lớn cho họ vì sau này đến thời kỳ Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật của chúng ta, thì lúc đó cả nhóm người bạn hữu này đều chứng A La Hán quả nhờ cái tiền nghiệp như vậy. Cho nên nếu ngay trong hiện tại chúng ta là những vị hành giả thật thụ hành thiền quán, trước tiên là chúng ta phân định danh sách Nama Rupa Parigraha Jnana, rồi sau đó là chúng ta quán triệt duyên danh sách Nama Rupa Paccaya Parigraha Jnana, rồi sau đó là Upayapaya Jnana, là thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc. Nếu như ngay trong hiện tại mà chúng ta chưa chứng được đạo quả, thì ít ra khi chúng ta nhận thấy danh sắc này, chúng ta cũng nhàm chán cái thân ngũ uẩn này, nhàm chán cái sự đời thịnh suy hưng vong, thân này là giả tạm, vân vân. Thì đó cũng là một cái ấn tượng tốt trong tương lai chúng ta chứng được đạo quả dễ dàng, thưa quý vị. Chính vì vậy cho nên khi mà tu tập ở trong giáo pháp này,
Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà chúng ta làm những cái hình thức lễ nghi tôn giáo đó là chúng ta tu, không phải. Mà chính do nội tâm này khởi sanh trí tuệ quán chiếu thân danh sắc ngũ uẩn này một cách triệt để thấy rõ cái bản chất, từ chỗ đó chúng ta nhàn chán ly tham, dẹp bỏ được cái tà kiến, dẹp bỏ được cái kiến điên đảo là thường tưởng, lạc tưởng, ngã tưởng và tịnh tưởng. Cái gì là vô thường phải thấy nó là vô thường, sanh diệt. Chứ đừng có chấp theo cái thường tưởng cho rằng là thường còn. Cái gì vô thường, cái đó là khổ. Chúng ta phải thấy rõ như vậy, chứ đừng có chấp rằng ở thế gian này vẫn có những cái sự hạnh phúc vĩnh hằng. Cái gì vô thường khổ, cái đó là vô ngã rỗng không sunyata. Chúng ta phải nhận thức được điều đó, chứ chúng ta không nên thấy có cái bản ngã ở cái linh hồn ở trong cái thân ngũ uẩn này. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là tôi, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Rồi chúng ta phải thấy rằng cái cuộc luân hồi này nó là bất mỹ, nó là không đẹp. Chứ đừng có thấy ở thế gian này, chúng ta đừng có nhìn cái thế gian này qua cái lăng kính màu hồng thấy nó là đẹp, không phải. Nếu chúng ta quán thấy được cái sự sanh diệt, từ cái sự quán thấy sanh diệt danh sắc, lúc đó chúng ta mới có thể dẹp bỏ được bốn cái điên đảo tri kiến do nhờ thấy được danh sắc là sanh diệt mới nhận ra được cái đặc tính là vô thường, khổ não, vô ngã và bất tịnh. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin được trình bày để quý vị thấy rằng là trong Phật pháp á, thấy được cái sự sanh diệt lại là quan trọng, lại là quan trọng. Ý nghĩa đó là như thế. Nam mô Phật Thầy, kính thỉnh thượng tọa Diệu Đẳng trở lại. Sa thú, kính thỉnh thượng tọa Tiểu sư. Bạch thượng tọa Tiểu sư, rất là cảm kích là thượng tọa đã giảng về cái sự quan trọng trong cái nhận sanh diệt, và thậm chí là có đôi khi chúng ta nghe về câu Phật ngôn là ai sống 100 năm không thấy được pháp sanh diệt, gồm bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Và chúng ta từ xưa cũng có những người thấy được cái sự sinh diệt của các pháp, ví dụ như là bác sĩ hay là những người làm ở trong các cái nhà quan, ở trong những tăng ni quán, thì thấy cái sống cái chết rất là thường. Nhưng mà mình thấy như thế nào gọi là thấy bằng trí tuệ, và thấy như thế nào mà ở trong đó nó không có dự phần của trí tuệ. Có nhiều khi người ta nghĩ rằng ô, thấy thì ai cũng thấy vậy chứ, nhưng mà đặc biệt là mình thấy bằng trí tuệ, thấy bằng minh sát thì nó khác biệt như thế nào, và tại sao có khi có những người như là họ làm ở trong nhà quan, họ thấy người ta chết mỗi ngày mà lại không thể tính như là mình thấy bằng trí tuệ. Cái thỉnh thì thật. Anh Đồng Bộ Phụ Thầy nhỉ? Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị,
giữa hai cái thấy. Thì chúng ta cần phải lưu ý như thế này. Thí dụ một người họ làm việc trực tiếp ở trong bệnh viện, trong nhà hoàng, nhà xác, họ chứng kiến hàng ngày những người chết đưa ra nhà xác, họ có phận sự, họ tắm rửa cái xác chết, họ làm cái công việc đó, đó. Lâu ngày họ bị lờn cái tâm đi, họ thờ ơ, họ dửng dưng, họ thấy là thấy nhưng mà tâm của họ dửng dưng. Họ không có một cái ý thức khẩn trương. Chúng tôi dùng cái chữ gọi là ý thức khẩn trương đó, là dịch từ cái chữ gọi là sân quê gác, sân quê gác. Chữ sân quê gác có nghĩa là bi động hay là động tâm. Khi mà nói đến sân quê trên đi giấc ga tha, tức là những cái bài kệ động tâm là naga mathamo likama sathamo naja biyang ekakola sathamo sapasalo kasasade và kasase và thamo yadidang andichata yadidang chalukata yadidang anakata và vân. Thì những cái bài kệ, những Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy về vô thường khổ đau vô ngã, những bài kệ đó gọi là sanh quy gác. Thì ở đây đó, người mà họ chỉ thấy được sự sống sự chết do cái nghiệp, nghề nghiệp của họ, cái công việc làm của họ, họ chứng kiến hoài như vậy, tâm của họ nó rất là thờ ơ, xem như cái chuyện đó bình thường, có chuyện gì xảy ra, không có một cái ý thức khẩn trương, hay là không có một cái sự động tâm nào. Thì như vậy đó là cái nhìn không có trí tuệ. Còn khi một người có tu tập á, khi họ nhìn thấy một cái xác chết, nhìn thấy một người mới sống đó rồi ngã xuống chết đó, họ liền nhận thấy cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ họ nhận thấy bằng cách gì? Tức là họ nhận thấy bằng cái ý thức khẩn trương, hay nói cách khác là bằng cái trí tuệ động tâm. Ôi, đời là như vậy, luân hồi là khổ là như vậy, có thân đây phải, chắc chắn phải bị vô thường biến hoại là như vậy. Rồi bắt đầu họ mới khởi lên cái phá dây nhà nát, tức là cái sự nhằn, cái sự sợ hãi luân hồi, sợ hãi luân hồi, rồi mới bắt đầu đi đến Nibbida nhà nát, tức là yếm ly tuệ, bắt đầu nhàm chán. Mà khi sợ hãi và nhàm chán, họ bắt đầu nghĩ đến cái việc làm sao để dẹp bỏ, đoạn trừ được tham sân si, để chấm dứt cái tình trạng luân hồi này. Thì đó là một ý thức khẩn trương.
một ý thức khẩn trương khi họ nhìn thấy cái sự vô thường khổ đó, họ có sự ý thức khẩn trương. Khẩn trương ở đây là ý thức tu tập, chứ không phải là khi mà nhìn thấy vậy rồi người kia họ làm cái công việc dọn dẹp nhà xác cho nên tâm họ dửng dưng thờ ơ, họ không có sợ ma. Còn một người họ mới vừa gặp cái xác chết, cái tâm của họ bủng rủng hốt hoảng lên, cái này cũng không phải là sân quê gác chích tá, không phải là sân quê gác chích tá. Mà sân quê gác chích tá ở đây đó, một ý thức khẩn trương, tức là người này liền nhận thức được cái bản chất thật của các pháp vi, đáng kinh cảm, đáng sợ hãi, đáng nhàm chán, đáng xả ly, đáng được giải thoát. Thì cái đó là cái nhìn có trí tuệ gì. Ngôn từ diễn đạt thì nói thì nhiều, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà nếu chúng ta có cái trí tuệ và thật sự chúng ta tác ý bằng cái trí tuệ để mà quán triệt, chúng ta sẽ thấy, thì lúc đó là chúng ta sẽ thấy rằng cái chuyện mà chúng ta quán vô thường khổ đau vô ngã bằng cái trí tuệ đó, nó sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta khi mà chúng ta có một ý thức khẩn trương. Thì đây là điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa. Đơn giản như thế. Nam mô Bổn Sư. Sa thú kính trân sư tâm tự sư, xin tỉnh sư huynh đi nghỉ. Và bây giờ thì chúng ta tiếp theo với phần thảo luận của chư tăng. Và xin được hỏi thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2, số 3. Dạ. Thưa tôi, Tuyên Quyền, đối với nhiều người trong chúng ta đó, thì mình nhìn thấy cái sự vô thường là điều mình không có vui, đó là điều không có, không có đẹp. Và đôi khi chúng ta thấy là nó xui xẻo, nên nhiều khi chúng ta thấy là nó là điều mà nó có may mắn gì đó. Nhưng mà rồi đối với hành giả mà mình nghiệm ra được là nhận thức được sự vô thường, thấy được sự vô thường, nó lại là một sự lợi lạc. Ở đây thì bị thiên dụng cái lợi lạc, sự cao quý, thì sự tọa tự quyền có thể cho một vài cái cảm nhận là tại sao cũng cùng một cái cảnh, cùng một sự kiện mà có nhiều người thấy chuyện nó rất là xui xẻo mà có người thấy rất lợi lạc. Ở cái phương diện nào mà chúng ta nhận nó ra là mình nhận ra được điều đó quả thật là lợi ích quá. Xin kính thỉnh thượng tọa tự quyền. Nam mô Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, giờ thời đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Đại sư Tuần Tòa Giác Đẳng, Tuần Tòa Pháp Đăng, Tuần Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Trì, Đại Đức Tế Đức Trung Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào quý vị cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì có hai cái nhìn, một cái nhìn đầy sợ hãi, khiếp sợ khi người đó là có, khi người đó còn quá nhiều cái sự câu thúc, câu chấp, ái chấp với cái cuộc đời, với cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng một cái nhìn thứ hai nữa, tức có một cái nhìn mà người ta có thể động tâm, mà nãy sư phụ tử sư chỉ săn quê gá đó, nhìn thấy và khởi tâm lên. Mình thấy người ta chết, thấy đám ma thì chúng ta không muốn thấy, bởi vì thấy như vậy thì chúng ta càng nghĩ cảm thấy xui xẻo rồi, đây nó không hay. Chúng ta đang sống nó khỏe vậy, tự nhiên nó cái chết. Nhưng đi cái ngược lại, cái người mà hiểu biết về Phật pháp, hiểu biết về cái cuộc đời đó, thì rồi trước sau gì cũng chết. Đó chính là cảnh báo cho chúng ta, từng đoàn người tiễn nhau đi đến tha ma mộ địa,
đến nghĩa địa hay đến lò thiêu đài hỏa táng, đó là sự thật. Thì cái nhìn đó, đó là cái nhìn rồi con người nó phải như thế. Rồi thấy một cái nhìn của một cái, chẳng hạn như là của cuộc sống người ta, tự nhiên người ta đã yên ổn, chỉ có một cơn hoạn nạn nó đi qua, mất mát tất cả, từ người thân cho tới tiền của tài sản mất hết. Đó là một sự vô thường. Và thấy một cái sự vô thường nữa, đó chính là cái sự đổi thay từ tâm tư tình cảm của vợ chồng, của con cái, của ông bà, của cha mẹ. Cái sự đổi thay trên cái đời sống bình nhật. Có nhiều người thì người ta không, có nhiều người thì người ta né, người ta tránh, người ta chạy. Những điều mà cái người hiểu biết Phật Pháp thì đứng thẳng ngó thẳng, hỡi có họp có tan, có tụ thì có tan. Thì đó là lẽ thường hằng. Thì cái mà con người hiểu cái lý vô thường, con người hiểu biết được cái lý của đổi thay đó, thì con người đó nó có nhiều cái lợi lạc. Người đó chuẩn bị cho cái sự chia ly. Không bao giờ mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp mà chúng ta nghe chúng ta gọi là đột ngột, cái chữ đột ngột hay là một cái chết này, chúng ta nói cái, chẳng qua chúng ta nói trên cái từ, nhưng điều mà sự thật ra là chúng ta hiểu rồi, tới nghiệp thì chết, dầu cho đột ngột hay dầu cho hay là dự báo trước, thì tất cả cái tin đó nó đều là như thế thôi. Thì thường cái gì mà xảy ra đột ngột đều là một sự thương tiếc. Thì các chúng sinh trong cái mất mát mà nó đột ngột, người ta lại không có cái nhìn của cái vô thường, mà người hiểu biết Phật Pháp á, thì người ta mới quán niệm đó chính là cái sự vô thường. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, ta cảm mến với những cái sự vật đó. Ta mới chứng nghiệm vô thường trên cái đó đó. Cảm thọ nó vô thường. Chứ đừng nói chi là thì tất mọi việc gì ở trên cuộc đời này, thấy đó rồi nó mất đó, thấy còn đó, nhưng điều rồi cũng sẽ không biết như thế nào đây. Chứ không phải già rồi mới chết, mà trẻ cũng chết. Không phải đầu, tôi như đầu bạc răng long đâu, mà cưới nhau lấy nhau một tháng trước tháng sau, năm trước năm sau, vân vân, rồi cũng chia tay. Rồi thấy coi như một cái tài sản kết xù coi như là quá là to lớn, và nhiều cái tiền của tài sản danh vọng lớn lao như vậy, nhưng rồi nó bị cái sự đổi, cái sự thay. Thì đó là những cái mà đòi tức để cho chúng ta thấy là những cái cảnh mà nó diễn ra trước mắt của con người mình, trước mắt con người mình đó. Còn sự thật mình chính mình nghiệm chính ở trong chính mình đây nè. Rồi mình phải già, rồi mình phải bệnh, rồi mình phải chết, hay là mình tâm tư của mình thay đổi liên tục. Mà tại sao thay đổi liên tục như vậy? Bởi vì tất cả nó vô thường. Thì nếu mà có cái nhìn động tâm, có cái nhìn quay về, có cái nhìn kiểm soát đó, thì mới thấy được. Đừng nói chi là bên ngoài, cái cảnh vật bên ngoài vô thường, nội tâm, nội tỉnh của mình nó cũng biến đổi liên tục trên cái sự diễn tiến của danh pháp này, của sắc pháp này. Cái vui, cái buồn, cái vừa lòng, cái không vừa lòng, cái hợp ý, cái không hợp ý, vân vân, tất cả mọi thứ, mọi điều nó đều là một hình thái, nó xảy ra cho chính ta, mà ta không thể phân, chúng ta không thể cả quyết, quyết định được như ý mình được. Dạ, thì tất cả những điều đó, đó là những cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là nó rất là căn bản, nó rất là tốt. Nhưng điều mà đối với cái nhìn tốt của những người có sự tu tập thì thấy nó tốt, nhưng những người không có sự tu tập thì đó chính là sự hối tiếc của chính họ. Họ không cảm thấy, họ không cảm thấy lợi lạc, mà đó họ cảm thấy mất mát. Đối với cái người thấy được cái vô thường, mà người đó hiểu được cái sự vô thường, để đối diện với cái vô thường, để đón cái vô thường, thì người đó sẽ cảm thấy lợi lạc. Còn nếu như mà người không thấy được cái đó, thì người ta sợ hãi. Quá thật, rồi cái vô thường nó tới, nó cướp mất đi những gì mà họ đang có, họ đang được, họ đang cầm, họ đang nắm. Thì họ rất là sợ, họ rất là khiếp đảm.
Thì kính bạch thượng tọa, nếu mà nói về cái thấy, thấy mà thấy một cách lệ lạc, đó là lệ lạc của đời thường. Chứ nếu như mà đối với các bậc thánh hay các bậc mà các vị mà người ta tu chứng, ta thành tựu, ta thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc, của cái sự sanh diệt, hay thấy được cái sự vô thường, thì đó là cái thấy một cách tức là lợi lạc, cái thấy một cách viên mãn, cái thấy một cách tức là hoàn toàn, một cách đầy đủ. Cái thấy đó là cái thấy niết bàn, thấy cảnh niết bàn. Khi mà chúng ta thấy được vô thường, thấy được vô thường, hiểu được vô thường, cảm được vô thường, thì đối chúng ta không còn, coi như là chúng ta đã lọt vào dòng thánh rồi. Cái đó phải thật sự như vậy. Còn với cái nhìn, cái thấy, cái nhìn của bằng một sự tu tập, thì đó cũng cần phải có một cái sự xả ly, xả chấp một chút xíu. Thì như vậy thì đỡ đau thương hơn. Cái lợi lạc trước nhất tức là chúng ta không có phải mà khi những sự việc nó mất mát, đòn đành rằng phàm phu, thì cũng còn những cái sự đau xót. Những cái sự đau xót, nó cái thời gian nó phôi pha, nó lẻ hơn, thời gian nó tan biến, thời gian nó vô thường, thì nó mài cho chúng ta được nhanh chóng quên đi, nhanh chóng đi qua, hơn là cái người mà không hiểu và thấy là đau khổ chất chồng. Thì đây chính là ý của con là như thế. Nếu có đi cần một túc thì kính cùng thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy. Chị Trung Đức, là thưa quý Phật tử, còn ít giờ trong ít phút trong buổi thảo luận hôm nay của chư tăng, chúng tôi xin được tiếp lời của chư Trung Đức để có vài điều nói ở tại đây. Ở trong bài kể này, chúng ta đã đặc biệt nghe nói về trong đầu một cái vị tu thiền và có thành tựu, là có chứng đắc. Nhưng một cái khả năng rất là quan trọng, đó là nhìn vào cái sự chứng đắc của mình và cũng thấy ở đó một cái mẫu số giống như tất cả những hiện tượng khác của thế gian này, đó là hiện tượng sanh diệt. Quý Phật tử nào đã đọc câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất, trong lời kể lại của Đức Phật, Ngài kể về cái quá trình mà tôn giả Xá Lợi Phất tu chứng. Thì tôn giả Xá Lợi Phất đã thành tựu, trải qua các cái thiền chứng: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà đặc biệt là bởi vì là một vị có cái túc duyên rất lớn, có cái căn cơ rất là cao, một bậc đệ nhất về trí tuệ trong số đệ tử của Phật. Nên chi ở trong mỗi một cái thiền chứng, ở trong mỗi một cái tầng thiền, thì tôn giả đều quán chiếu và nhìn lại thấy rằng những gì mà mình thành tựu là sở đắc sở chứng đó, nó đều là vô thường. Nếu điều không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Sự quán chiếu đó rất là đặc biệt. Trong cuộc sống của con người mà đời sống hàng ngày đó, một khi mà chúng ta có được thành tựu về học vị, về công ăn việc làm, về gia đình, về tài sản, về sự nghiệp, thì thưa quý vị, ít khi mà ngay cái giờ phút mà chúng ta thành tựu đó, cuộc đời đang hưng phấn đó,
mà chúng ta nhìn đó là từ đó đã mang cái bản chất sanh diệt đổi, và cái khả năng mà nhìn đó đó nó là một trí tuệ, một thứ tuệ giác rất là, chúng ta cứ hình dung một điều này, một người rất là thích một mới mà đi mua chiếc xe đó về, đậu chiếc xe đó ngay ở trong sân nhà của mình mà có đủ cái tâm tư để đứng nhìn thấy sự vô thường của chiếc xe, sự vô thường của cái cảm thọ của mình. À, chiếc xe này bây giờ mình mua đó, nhưng mà nó cũng giống như mua ngàn thứ khác trong cuộc đời, nó đến và đi. À, nó không bị đụng, bị hư, nó cũng cũ đi, rồi một ngày nào đó mình không còn làm chủ đó nữa, đó là điều chắc chắn. Còn cả chiếc xe đó mình có thể giữ nó tốt hoài, nhưng mà rồi mình cũng già, mình chết, nó không bỏ mình cũng bỏ nó. Và ngay cả mình đọc được cái, nhìn thấy một cái cảm giác là mình mua được chiếc xe mình rất là thích, nhưng mà cái cảm giác thích nó được bao lâu, 5 ngày, 10 ngày thì nó cũng vô thường. Cái khả năng có thể quán chiếu ngay cả cái sở đắc sở chính của mình, cái mà mình có đó, đó là một cái gì rất là vi diệu. Nên trong bài kệ này vị thiên đặc biệt là nói rằng một người có thể nhìn thấy sự sanh diệt bằng tuệ giác nha toa. Dạ, nha toa là sau khi biết bằng trí tuệ đó. Như ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật có dạy rằng một cái vị hành giả hay là một vị tỳ kheo có thể nhìn thấy sắc thọ tưởng hành thức trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong bên ngoài, thô thiển vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc ra. Thì các quẩn chỉ là quẩn thôi. Dạ. Và vị đó không có chấp thủ đó là ta, là của ta, tự ngã của ta. Thì chúng ta mới đọc cái đoạn kinh đó, chúng ta không có thấy. Dạ. Có thể chúng ta thấy cái sự vô thường, khổ, vô ngã ở trong quá khứ là cái mình đã qua rồi. Đúng là cái nhà mà mình đã mua cách đây 10 năm, một cái danh vị mà chúng ta đã có được cách đây 5 năm, câu chuyện của tháng trước, đúng là vô thường. Nhưng mà chúng ta không có khả năng nhìn nó ngay trong hiện tại, ngay cái chúng ta đang có, hay là cái chúng ta vừa có, hay là cái mà chúng ta thấy được cái bản chất của tất cả, là dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, mà thấy được cả bên ngoài lẫn bên trong. À, có nhiều khi mình thấy đúng là vô thường, mà vô thường của một cái người nào đó chết vì Covid ở tại một vùng đất xa xôi nào đó, ở tại bên Trung Quốc, ở bên Âu Châu. À, mình thấy sự vô thường là vì mình mới nghe một người nào đó trên báo chí là như hôm nay chúng tôi có đọc một bài báo là một người mà trong 45 phút trước á, thì cha chết vì Covid và 45 phút sau con chết vì Covid. Đó là một câu chuyện bên lề, câu chuyện của người khác, không phải là câu chuyện của mình. Mình thấy được cái vô thường mà không phải ở bên ngoài, mà thấy bên trong của chúng ta, ngay cả cái mà mình đang có, đang là, thì cái nhìn đó nó thay đổi chúng ta rất lớn, lớn lắm. Và thậm chí thưa quý vị, con người chúng ta đôi khi chúng ta có cái thừa nhận rất là miễn cưỡng rằng hiện tại là bất toàn, hiện tại là không có hoàn hảo, nhưng mà chúng ta vẫn tin rằng quá khứ vang bóng một thời đó là đẹp nhất. Do đó có nhiều người khi mà tuổi về già rồi cứ ngồi kể lại câu chuyện quá khứ, và khi nhắc lại quá khứ như là một cái thời hoàng kim của quá khứ. Con người chúng ta nhắc về thời quang, the golden age của quá khứ. Tại vì sao? Chúng ta hay dệt mộng, có khi cái quá khứ nó không hẳn là hoàng kim như vậy, nhưng một thời nào đó là nó thời kỳ hoàng kim. Cách đây không lâu chúng tôi có nghe một vài một Phật tử, họ nhắc về cái thời mà Hòa Thượng Hộ Giác còn sống, rồi Chư Tăng và quý Phật tử có những chuyến đi xa, thời gian đó vui quá, họ thấy tuyệt vời quá, bây giờ nhớ lại là không bao giờ chuyện có lặp lại nữa. Và họ nghĩ cái quá khứ đúng là một cái quá khứ vàng son, quá khứ đẹp quá.
thật ra nghĩ của chúng ta thôi. Dạ, quá khứ, hiện tại, vị lai thì thời nào nó cũng có cái nó có cái được và cái không được, thời nào nó cũng có cái bất toàn, có cái không hoàn hảo của nó, chứ phải lúc nào cũng như vậy. Hay là có đôi khi chúng ta tin rằng là quá khứ hiện tại có thể nó không đẹp, nhưng mà tương lai nó đẹp. Tại vì tương lai là cái gì chúng ta dệt mộng, tương lai là cái gì chúng ta hy vọng. Và chúng ta dõi mắt vào phương trời xa xăm, một cái phương trời viễn mộng, mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà thực tế thì quá khứ nó đã từng là tương lai và nó đã từng là hiện tại. Bây giờ nó trôi về dĩ vãng. Và hiện tại nó đã từng là tương lai và nó sẽ trở thành quá khứ. Và quá và tương lai đó thì nó sẽ trở thành hiện tại. Một cái câu thơ trong kịch Hamlet của Shakespeare là: hỡi ôi vừa mới đêm qua cũng là đêm sau. Nghe nó nghi vô thực, nhưng mà ở trên thực tế thì quá khứ, hiện tại, tương lai đó nó chỉ là những thời điểm khác nhau thôi. Nhưng mà chúng ta bị đánh lừa, chúng ta nghĩ rằng quá khứ là quá khứ vàng son, tương lai là đẹp, hiện tại là nhàm chán. Đúng ra thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà cái khả năng có thể nhìn thấy những gì mà mình vừa mới thành tựu, mình đang thành tựu, đang có đó, thì cái khả năng đó là siêu tuyệt lắm. Cái khác biệt giữa một cái người mà nhìn thấy sự vô thường mà gọi là uống rượu phạt đó, là khi nào cái vô thường đến mình nhìn thấy cái sự vô thường đó và lưỡng rượu phạt đó, và rồi mình khóc mình buồn đó, cái vô thường, cái thấy đó nó không phải thấy bằng trí tuệ. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng ở trong đời này có bốn cái hạng ngựa, và có cái hạng ngựa là vừa thấy cái yên cương máng vào và người ta nói mình đã chạy rồi. Có hạng ngựa là thấy người đánh xe đưa cái roi lên thì bắt đầu chạy. Có những hạng ngựa mà người ta phải quánh đánh cái roi vào cái mông mới chạy. Còn có hạng ngựa đánh chết cũng không chạy. Thì thật ra thì chạy thì nó chạy. Ai trong chúng ta có được cũng phải đi. Ai trong chúng ta cũng phải trải qua đó hết. Nhưng mà cái uống rượu phạt đúng khác uống rượu mời. Và có nhiều lúc đó, cái ý thức mà sâu sắc, và giống như Tôn giả Xá Lợi Phật, khi mà ngài thành tựu những thiền chứng, ngay lúc đó đó ngài không phải chờ cho nó vô thường đi qua, không phải chờ cho đến khi mà mình nhận thấy rằng nó đạt đến trung hủy hoại, mà ngay vừa mới thành tựu chứng đắc thì ngài cũng nhận ra được rằng đây là một trạng thái mà nó có đến được, có đi, có sanh và có diệt, thì quả thật là vô thường. Bởi vì ở trong cái bài kệ này, vị thiên đã nói về một vị tỳ kheo tu thiền, nhưng mà đặc biệt là dùng đến cái chữ gọi là cái tâm đức. Hai đại giá ở đây là trái tim, và là cái tâm điểm, và cái tâm điểm là thấy. Nếu mà chúng ta không có thấy được cái tâm đức đó, thì chúng ta chỉ đứng ở ngoài rìa thôi, ở bên ngoài thôi. Tất cả sự tu tập đó, nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Cái tâm đức thật sự đó là ở trong sớ giải mà là cái quả vị giác ngộ giải thoát rốt ráo, là cái đoạn tận được tất cả phiền não, chứng đạt quả vị vô sanh bất tử đó. Thì cái đó là cái tâm đức của giác ngộ giải thoát, là nó nằm ở trong một cái chìa khóa, một cái chìa khóa rất là đơn giản, là thấy được cái bản chất vô thường sanh diệt của cái mà mình đang có, đang là, đang chứng, đang được. Và nhìn thấy điều đó, nó là một cái gì rất là kỳ diệu của cuộc sống. Thì thưa quý vị, ở hôm nay chúng tôi cũng nhắc quý vị một điều là bài kinh này thật ra nó không có cái bố cục mà mang nhiều cái kịch tính như là chúng ta thường nghe. Đôi khi là chúng ta đọc một bài kinh dài, như thí dụ kinh Ratthapala, trong đó chúng ta nghe một câu chuyện, rồi câu chuyện đó có những cái lời thoại của một nhân vật nào đó, rồi của Đức Phật, các vị thánh đệ tử. Ở đây chỉ là một cái lời nói của vị chư thiên, và lời nói đó không có dài, chỉ có bốn câu kệ thôi. Nhưng mà có thể chúng ta đọc một cái rất là ơ hờ, và vị thiên cách sá bá này thật ra thì chỉ lặp lại những cái dấu nghĩa mà Đức Phật đã dạy và vị này đã học lại. Và ở trong bài kinh này cũng không nhắc đến là Đức Phật ngài có chấp thuận trả lời đó hay không. Nhưng mà Tôn giả Đăng Đa khi kết tập thì ngài đã
Ngài đã trùng tuyên, Ngài đã ghi lại, bởi vì Ngài được nghe Đức Phật Ngài kể lại là vị tiên nói như vậy. Thì ở đây đó, bài kệ tuy rất ngắn, nhưng mà nếu chúng ta khéo nhìn, khéo đọc, thì quả thật là lợi lạc. Và đó là những câu nói sống sắc, đó là những cái câu nói mà ở trong đó chứa đựng rất là nhiều, kể cả một cái chìa khóa rất là quan trọng mà một vị từ cái tâm thái gọi là tâm giải thoát chuyển sang thắp sáng cái gọi là tuệ giải thoát. Và hai cái đó nó khác với nhau rất lớn. Đó là một cái một cuộc cách mạng, một cái sự đặt lại toàn bộ vấn đề với một vị tinh tấn hành trì. Và nhiều khi trong một cái giây phút nào đó thẳng thốt trong cuộc đời của chúng ta, mà chúng ta khéo nhìn, thì chúng ta sẽ thấy được rằng tại sao đôi khi Đức Phật dạy rằng này chư tỳ kheo, giống như một cái vỏ trấu á, cái vỏ hàng trấu mà nó đặt đúng chỗ đó, nó có thể đâm thủng da được, thì cái tuệ giác mà đặt đúng chỗ nó thì chọc thủng vô minh. Và lời dạy của Đức Phật không phải là lời dạy đơn giản. Và chúng ta nhớ rằng nhiều khi quý vị thấy một cái cạnh của một tờ giấy mỏng thôi, mà đặt đúng chỗ nó thật nó đủ thì cắt da chúng ta được. Không biết quý vị nào bị cắt như vậy chưa, thì tuệ giác mà đặt đúng chỗ nó có thể chọc thủng vô minh được. Và trong bài kệ này một lần nữa cho chúng ta cái hình ảnh như vậy. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chi Tôn Đức đã vào cung để thuyết giảng. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ có giáo trình thắng pháp và vị giảng sư là Thượng Tọa Từ Sư. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Hoàng Nghị Trà Nhật Bình biết được.